Hương xin mời anh An Hiển nhé. Vâng, xin cảm ơn Tốt Ngọc Hương và xin gửi lời chào tới 244 quý cô chú anh chị em có mặt trong Zoom ngày hôm nay. Cả nhà thấy Tốt Ngọc Hương hôm nay có xinh đẹp và có năng lượng không ạ? Cả nhà hãy comment một điều gì đó để gửi lời biết ơn tới Tốt Ngọc Hương. Con số 86 là cái năm sinh của Tốt Ngọc Hương và tôi cũng rất thích con số 86. Đúng rồi ạ, cả nhà hãy comment một điều gì đó. Rất là tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Xin tự giới thiệu với lại tất cả quý cô chú anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay. Thì lần đầu tiên thì cho phép ở đây thì cũng có rất nhiều quý cô chú anh chị cũng là những người lớn tuổi và cũng là người những người bằng tuổi hoặc ít tuổi hơn, thì cho phép là Hiển xin tự xưng tên để cho dễ gọi và nó thân thiện hơn được không ạ? Thì lời đầu tiên thì cho phép Hiển xin gửi lời chào và lời chúc tất cả quý cô chú anh chị một cái buổi tối hôm nay thật là vui vẻ, hạnh phúc và nhận được rất nhiều giá trị trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Hiển có thể trong đây thì trong phòng Zoom ngày hôm nay thì có cũng nhiều người biết đến cái câu chuyện của Hiển và cũng có nhiều người chưa biết. Thì Hiền cũng xin giới thiệu một chút về bản thân một chút để cô chú anh chị và tất cả anh chị em nắm nắm được. Hiền tên đầy đủ là An Văn Hiển, năm nay là 42 tuổi. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Hải Dương. Và thời gian gần đây thì cũng được ban lãnh đạo giao phó, tin tưởng và giao phó cho là cái một cái công việc đó là chủ nhiệm câu lạc bộ yêu những người yêu công nghệ Ulika tại Hải Dương. Đấy là một cái niềm vinh dự và cũng là một cái sứ mệnh lớn đối với bản thân Hiển. Trước khi biết đến cái công nghệ này, cơ duyên mà để sở hữu cái cổ phần của công nghệ này, thì bản thân Hiển cũng là người kinh doanh trong cái ngành dược phẩm. Ở đây không biết là có ai kinh doanh trong ngành dược phẩm hay không. Chắc là cũng có nhiều người kinh doanh trong cái ngành dược phẩm. Thì người ta nói là rất nhất nhất y nhì dược, đúng không ạ? Và tạm được bách khoa đấy, thì người ta hay nói cái câu đấy. Bản thân Hiển là cũng vì cái câu 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 nói cái định kiến đó và cũng quyết định là theo cái ngành dược, và có một cái cơ duyên là đến năm 2008 thì Hiển tham gia vào một cái công ty dược phẩm, đó là công ty dược phẩm Dược Viễn Đông. Năm đó là công ty rất mạnh về mặt doanh số. Họ chỉ thua họ tức là họ ngang ngửa với lại công ty dược Trafaco và dược phẩm Hậu Giang. Thì năm 2008 thì Hiển cũng may mắn là khi tổng kết năm thì Hiển được là một trong năm thành viên xuất sắc của công ty, và công ty sẽ thưởng 2.000 cổ phần. Mọi người biết không ạ? Khi mà thưởng 2.000 cổ phần, Hiển nghĩ trong tay, Hiển nghĩ trong đầu rằng là tại sao không thưởng bằng tiền mà lại thưởng bằng cổ phần. Đấy, thế là cơ duyên của Hiển bén bén duyên từ cái ngày đó. Nghĩa là khi mà tổng kết cuối năm thì anh chủ tịch là người Thanh Hóa, anh ấy nói một câu là em về em cất kỹ cho anh cái chứng nhận sở hữu cổ phần này đi. Tức là cái năm đó là Hiền cũng được cái nhận chứng nhận cổ phần nhá. Chứng nhận cổ phần nó bằng cái tờ A5, nó không được to đẹp như bên công ty mình đâu. Tức là nó nhìn nó đơn giản lắm, rất đơn giản thôi. Thế và Hiền về mình cất kỹ trong cái tủ. Thì đến tháng 1 năm 2009 thì công ty bắt đầu chia cổ tức lần đầu tiên. Chia cổ tức ngày đó là chia cổ tức là 2.500 đồng trên một cổ phần. Đấy. Và tiếp tục là đến tháng 3 công ty lại tiếp tục chia cổ tức một lần nữa. Cũng lại là 2.500 đồng Việt Nam đồng trên một cổ phần. Thì đâu đó là cũng nhận được một chút an ủi. Thế nhưng mà không trong trong đến bắt đầu đến tháng 6 thì công ty niêm yết lên sàn chứng khoán. Thì cái ngày đầu tiên khi công ty niêm yết là sàn chứng khoán thì Hiển ngồi Hiển tính cái tài sản của Hiển lúc đấy là được gần 200 triệu anh chị em ạ, được gần 200 triệu. Và Hiển cứ ngày nào cũng 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 lên trên trên sàn chứng khoán ở cái ngân hàng BIDV ở Hải Dương đấy, lên trên đó Hiển ngồi trên đó Hiển xem chạy 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 cái mọi người biết sàn giao dịch chứng khoán thì mọi người biết đấy, chạy cho nó. Và sau đó 3 tháng thì Hiển quyết định bán.
Tức là trong cái thời gian mà ngồi trên đó thì mọi người hãy hiểu này này, cái cảm xúc lúc đấy là như này này. Anh Hiển ơi, hình như là anh bị mất tiếng rồi. Ok, mọi người có nghe rõ không ạ? Rồi được rồi anh ơi, anh cho cái máy tính ập vô tí xíu để anh thấy được cái cổ anh này. Không là đấy, à, được được À, à rồi, ok. Ok, cảm rồi. ơn Phương đã có cái lời nhắc nhở rất là đáng thương. Ok. và Hiển xin kể một chút về cái câu chuyện đó. Tức là cái cảm xúc lúc đấy ấy, là ngồi, ngồi, tức là mình chỉ có ôm cái cặp và mình ngồi thôi. Ngồi để nghĩ rằng là ồ, đây đây là một cái gì đó mà không làm cũng có ăn đây này. Nghĩa là cái năm đó đã có cái cảm xúc đó rồi. Bởi vì bị cái cảm xúc đó, bị cái cảm xúc đó, chứ còn không có tư duy là sở hữu cổ phần doanh nghiệp đâu anh chị em ạ. Thế thì đến tháng 10 là Hiển bán đi. Cái Hiển kể một chút về cái việc là Hiển bán. Mọi người cứ hỏi là câu là lên sàn thì ai bán cho ai và ai mua vậy? Thực ra là Hiển bán lúc nào thôi. Không có cổ phần mà bán thôi, chứ còn bán là anh chị em ạ, 3 giây là bán được luôn. Khớp lại chỉ một cái enter là bán được. Hiển nhờ nhân viên ngân hàng. Hiển nói là hai cậu trông cho tớ. Hai cậu trông cho tớ cái này, thế mà được 135.000 một cổ phần là sẽ khớp lại cho tớ bán luôn. Thế là nó cứ chạy 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 trên đấy. Thế là lúc đấy là lên được 135.000. 135.000 này là bên nó họ bán luôn cho Hiển. Thì cái điều đó điều tuyệt vời. Cái cảm xúc là gì? Khi mà khớp lệnh thì được 270 triệu. Năm đó anh chị em biết là gì không ạ? 270 triệu đó mua được khoảng 2 mảnh đất. 2 mảnh đất. Năm đó là Hiển là tròn 27 tuổi. Là 2 mảnh đất anh chị em ạ. Cũng là một cái gì kỳ tích ở trong cái ngành kinh doanh của mình. Thế nhưng mà Hiển lại không không có cái thời điểm đó là không có cái tư duy để giữ cổ phần để sở hữu để hưởng cổ tức. Thế thì khi mình bán đi thì mình mất đi một cơ hội, và trên đó là mình bắt đầu tiếp tục đi tìm con đường kinh doanh của mình, và vừa buôn bất động sản vừa đi kinh doanh trong ngành dược. Và đến một ngày là đến năm 2012 thì Hiển quyết định là mở công ty dược. Và khi Hiển mở công ty dược thì khi đó là phân phối toàn bộ những cái sản phẩm dược ở tại tỉnh Hải Dương. Thì cũng nhanh chóng bằng cái vốn cái kinh doanh của mình và bằng cái quan hệ của mình, bằng cái khẩu ngữ của mình, bằng cái ngành của mình, thì đã nhanh chóng là đưa được rất là nhiều cái công ty vào để làm đối tác, và mình phân phối cho cái công ty của Hiển là phân phối cho bên bên các công ty của họ toàn tỉnh Hải Dương. Thì cũng nhanh chóng tạo được một cái tiếng vang rất là lớn. Và từ ngày đó đến đến năm 2015 thì vẫn cứ làm mà vẫn cứ phân phối. Và năm 2015 thì Hiển và cũng là và là một trong ba người là sáng lập tiếp một cái công ty dược nữa. Công ty dược hiện tại bây giờ Hiển không nói tên, thế nhưng mà hiện tại bây giờ công ty dược đấy đã đạt tiêu chuẩn GMP, đã đạt tiêu chuẩn GMP. Vào năm 2020 thì Hiển rút chân khỏi công ty đó sau 5 năm hoạt động, và cũng chỉ vì là cái cổ phần thôi anh chị em ạ, cũng chỉ vì một chút về cái cổ phần thôi. Đó, tức là khi mà chia cái miếng bánh nó cảm giác nó không được đều lắm, thì Hiển cũng không có cái cảm xúc ở lại công ty đó đấy. Và trong 10 năm vừa làm giám đốc của công ty mình lập lên, và 5 năm là giám đốc kinh doanh của một cái công ty dược, thì Hiển trải qua rất là nhiều cái thăng trầm, rất là nhiều cái bài học ở trong đó. Và đến năm 2017 thì Hiển biết đến cuối năm 2017 biết bén duyên đến cái cơ hội này. Một lần là Hiển đi tuyển dụng đại lý và phân phối dược phẩm cho mình ở tại Hải Phòng. Thì anh ấy có nói một câu là anh biết rằng là em là kinh doanh, em làm kinh doanh cũng khá là thành công. Thế nhưng mà em hãy tìm hiểu thêm một cái cơ hội này đi, sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Và Hiển nói rằng là anh gửi cho em cái thông tin. Thì anh ấy gửi thông tin cho phát Hiển ngay ngay ngày hôm sau, Hiển ra luôn Hải Phòng. Và Hiển lại tiếp tục là gì tìm hiểu, và sau 3 tiếng đồng hồ Hiển quyết định là gì mua cổ phần, và mua cái gói trả góp đầu tiên là thời điểm đấy là 1.000 đô trả trong 10 tháng. Thì cái tâm lý là mua chỉ là gì mua cổ phần là gì để thời điểm đấy nó không có nhiều thông tin đâu anh chị em ạ, chỉ biết là mua để là sao, để sau này cho con cháu mình
đấy, họ chắc chắn là, bởi vì Hiền có một niềm tin là chắc chắn công nghệ nó sẽ thành công, chỉ cần nghe thấy. Bởi vì trời phú cho Hiền một cái là gì, có cái may mắn là gì, biết cổ phần doanh nghiệp trước khi nên biết là sàn chứng khoán, cho nên Hiển hỏi những câu hỏi mà Hiển quan tâm, ví dụ như hỏi về chủ tịch, hỏi về công nghệ, hỏi về kiểm toán, hỏi về rất là nhiều thứ ở trong trong cái đó, thì Hiển quyết định ra quyết định. Thì khi mà mua ra thời khắc ra quyết định, chỉ nghĩ rằng là sau này con mình nó sẽ không, nó sẽ được đi cái công nghệ này, và nó sẽ được là gì, không phải nghe những cái thông tin tiêu cực về giao thông nữa. Thì đây cũng là một cái gì đó mang tính chất là từ thiện. Hiện chỉ làm như vậy, chỉ nghĩ như vậy thôi. Thế thì cái cuộc sống nó cứ trôi đi, và tháng nào cũng 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 góp, cũng góp cổ phần, góp cổ phần. Thế thì mình nghĩ rằng là, và trong quá trình đó thì kinh doanh bên cái ngành dược thì nó cũng cũng được, thế nhưng mà nó cũng không, cảm giác là nó rất là mệt, rất là mệt anh chị em ạ. Với một vai trò là một giám đốc kinh doanh thì không đi tiếp hết những giám đốc công ty nọ, giám đốc công ty kia, nó khá là mệt luôn. Hay là nay đi tỉnh nọ, mai đi tỉnh kia, lại gặp họ, lại lại là ăn uống, rồi lại nhậu nhẹt, rồi lại mọi thứ, nói chung là rất là mệt. Cảm giác là như kiểu mình đang đi uống rượu thuê đấy, uống rượu thuê cho chính bản thân mình, mà cả cái việc là cho cả công ty. Thực sự là rất là mệt, đúng đúng là khổ chủ luôn anh chị em ạ, là khổ chủ luôn. Thế thì bắt đầu Hiển mới nghĩ rằng là tại sao mình cũng không đến mức độ nào mà mình cứ là, tức là mình cứ nghĩ rằng là không đến mức độ mà phải là mình không không có thành tựu gì cho bản thân, mà tại sao lại cứ khổ như thế này, rất là mệt anh chị em ạ. Và mỗi những cái buổi tối mà khi tiếp khách xong rồi đấy, về trong nhà nghỉ nằm một mình thở dài, nghĩ rằng rất là mệt luôn. Gia đình thì không được gần anh chị em ạ, gia đình thì không được gần, thế nghĩ rằng là thế này không được rồi. Thế thì Hiển vẫn cứ đi lang thang, vừa làm vừa lang thang lên trên mạng, thì thấy chị Lê Sang, chị năm 2019, chị nói rất nhiều về công nghệ với cài của mình, nói rất nhiều. Thế bảo chị ơi, chị cho em nói chuyện với chị để em có cái cảm xúc, em có cảm xúc. Chị ơi, chị được nhiều cổ phần chưa? Chị bảo là ồ, chị được nhiều triệu cổ phần rồi em ạ. Thế bảo ơ chị ơi, em thấy chị bình thường thế mà chị được nhiều triệu cổ phần. Chị bảo ơ, chị làm đối tác. Thế bảo ôi chị ơi, chị chỉ cho em cách làm đối tác với, thế làm thế nào. Thế là chị bảo thế, thế là bắt đầu từ đầu đó là chị liên tục chị gửi thông tin, chị liên tục tương tác. Thế thì cũng không, lúc đấy là hiện cái tôi cũng rất là cao, cũng chỉ tiếp xúc thôi, cũng chỉ nói chuyện với chị thôi. Thế thì vẫn cứ thời gian cứ trôi đi, và nó cứ mệt, vẫn cứ là những cái gì, vẫn cứ là những cái cuộc tiếp khách, vẫn là cứ là thế, trôi qua đi rất là nhiều. Và đến tháng 5 năm 2022 thì lúc đấy Hiển thấy rất là mệt mỏi, và khi đó là Hiển trong tay còn sở hữu thêm một công ty cổ phần dược, công ty cổ phần bất động sản nữa, rất là nhiều anh chị em sale ở trong đó, tức là cũng khá là thành công trong công ty bất động sản. Thế nhưng mà Hiển cũng cảm thấy rất là mệt, bởi vì mình cứ làm như thế này thì mình cứ nghĩ rằng là nếu như cứ tiếp tục đấy, mặc dù làm giám đốc như anh chị em nhé, 10 năm làm giám đốc, cứ tiếp tục làm giám đốc như thế này thì thứ nhất là tiền nó sẽ ít, cái thứ hai là gì, sức khỏe nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều anh chị em ạ. Thế thì tháng 5 năm 2022, khi mà cảm thấy rất là mệt mỏi rồi, tự nhiên có một cuộc điện thoại của chị Lê Sang. Chị Lê Sang bảo Hiền ơi, em đi cùng với chị vào một cái tổ chức này rất là hay, vào một tổ chức gọi là tìm chiến lược. Em thì không có đủ điều kiện để đi, thế nhưng chị sẽ xin cho em một vé để em đi, có được không? Thế là Hiền mới bảo là ok chị ơi, cho em xin một vé. Thế là khoảng 2 tiếng sau chị điện lại, chị bảo Hiền ơi, chị đã xin được cho em rồi, em đi cùng với chị. Mọi người biết không ạ, khi mà Hiển đi sang đến đón anh chị ấy đi vào trong Thanh Thanh Hóa cùng với tìm chiến lược, đi vào trong Thanh Hóa 3 ngày, thì Hiển mới cảm nhận được một điều rằng tại sao có một tổ chức hay như thế này, tại sao họ lại tình cảm như thế này, tại sao họ lại vui vẻ như thế này, và tại sao khi đó tốt Lê Sang có nói một câu rằng ở đây họ thu nhập rất cao em Hiển ạ. Để họ có được rất nhiều triệu cổ phần thì bằng cách làm đối tác và có thu nhập cao. Thế Hiển mới tò mò, Hiển mới nói rằng tại sao họ lại đi chơi như thế này, họ lại được được vui vẻ như thế này, mà sao lại họ lại gì, họ lại có được nhiều triệu cổ phần, họ lại có được nhiều anh chị em tôn trọng mình, nhiều anh chị em ngưỡng mộ mình. Ô cái thời điểm đấy, khi mà cái buổi tối hôm đấy
cũng có nhớ rằng là nói chuyện với Tốp Lợi. Tốp Lợi có một cậu bé sinh năm 1999 anh chị em ạ, mà thời điểm đấy Tốp Lợi cũng nói rằng là em có gì, em có hơn 10.000 người, hơn 10.000 người trong hệ thống, và thu nhập của Tốp Lợi lúc đó rất là nhiều, ba con số trở lên anh chị em ạ, ba con số, không phải là một con, không phải hai con số đâu anh chị em ạ, rất tuyệt vời. Thế nào, ô thế sao lại vừa được đi chơi vừa được vui vẻ mà lại vừa được được sở hữu như này? Thế bắt đầu là Hiển bắt đầu mới gì, mới về mình nghĩ lại, mình ngồi mới mindset lại toàn bộ. Và anh chị em biết không ạ, quyết định nói chuyện với chị Sang rằng là chị Sang ơi, chị cho em đi theo chị để làm đối tác, chị giúp em, cho em vào cái tổ chức tìm chiến lược. Thế chị Sang chị bảo ok em, em biết là em làm gì chưa? Và em biết rồi. Thế là Hiển gọi luật sư đến, Hiển bán luôn hai công ty của Hiển đi. Một công ty dược sở hữu 10 năm anh chị em ạ, một công ty bất động sản sở hữu 2 năm. Hiển rất đau đớn khi mà phải bán đi đứa con của mình, rất đau đớn anh chị em ạ. 10 năm, 10 năm chứ không phải là ít, cũng là một thập kỷ, nhưng phải bán đi đấy, và để chuyển mình sang làm đối tác cho Unica. Khi đó rất nhiều người nói với Hiển, và kể cả chủ tịch của công ty dược cũ cũng nói rằng là tại sao anh lại có quyết định như vậy, và rất nhiều người, rất nhiều đại lý, tại sao bạn lại có quyết định như vậy trong khi bạn đang sở hữu những cái lượng khách hàng lớn như thế này, một database khách hàng lớn như thế này, mà tại sao bạn này? Tôi dở danh danh bạ ra cho mọi người xem, rất nhiều người, hôm nào tôi có điều kiện tôi show cho mọi người xem, rất nhiều những trưởng khoa của tớ, rất nhiều những khách hàng của tớ, và những giám đốc những công ty dược cực kỳ lớn luôn anh chị em ạ, mà tôi phải bỏ đi đấy, tôi phải bỏ mối quan hệ đó, tất cả các mối quan hệ đó. Tất nhiên không phải bỏ hẳn, mà sẽ sử dụng lúc nào hợp lý nhất có thể, và chuyển sang làm đối tác cho Unicai. Thì trong trong bắt đầu anh chị em ạ, khi mà chuyển sang thì bắt đầu là Hiển bắt đầu là tập trung nghiêm túc, và đến tháng 7 năm 2023, sau 5 năm sở hữu cổ phần của Unicai, Hiển quyết định cho mình một tấm vé đi sang bên bên Belarus để gặp chủ tịch và được đi trải nghiệm cùng với 29 anh chị em cổ đông của Việt Nam. Thực sự một điều vô cùng tuyệt vời anh chị em ạ. Khi tôi bước chân lên con tàu, lúc nào thời tôi cũng gai người đi anh chị em ạ. Cứ tôi là lúc nào cũng gai người đi, nghĩ rằng là mình không bao giờ mình được sở hữu một cái cổ phần nó lại danh giá như thế này. Mà lúc tôi ngồi tôi nghĩ rằng là ở trên trên tàu, nghĩ rằng ơ các bạn ở Việt Nam ơi, các bạn mà tôi nói các bạn không nghe, các bạn 30 năm sau các bạn mới đuổi được tớ. Các bạn 30 năm sau các bạn mới biết được là cái tầm nhìn của tớ như thế nào. Anh chị em ạ. À? Và đặc biệt là gặp chủ tịch. Tức là rất là nhiều người nói rằng là ô công nghệ của ông hay như thế này, tuyệt vời như thế này. Thế ông đã đầu tư đúng chỗ chưa? Đúng người chưa? Đúng 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 ông chủ tịch chưa? Đúng công ty chưa? Thì tôi đã trả lời được cho chính bản thân tôi. Cái niềm tin lúc đấy của tôi không còn là vay mượn nữa anh chị em ạ, à? Mà nó là niềm tin chính bản thân mình. Thì đấy, khi đó bắt đầu là gì? Bắt đầu là Hiển đã tìm được câu trả lời cho mình. Và thời gian đó nó bắt đầu về là gì? Làm mạnh mẽ hơn, nhiệt tình hơn và nghiêm túc, thực sự là nghiêm túc. Chính xác là bắt tay vào việc, thế nhưng mà vẫn chưa nghiêm túc đâu anh chị em ạ. À. Mất một năm cứ lửa vời thôi. Cứ lửa vời cũng là chưa thực sự là quyết tâm. Và đến tháng 4 năm 2022, à là 2024 vừa rồi này, quyết định sang bên UAE một lần nữa anh chị em ạ, để chứng thực cái sự phát triển của tập đoàn. Thực sự là tuyệt vời anh chị em ạ, rất là tuyệt vời luôn. Và đến ngày mùng 1 thì anh chị em bay đi, tất cả anh chị em cổ đông gần 300 anh chị em cổ đông được nhận thông tin là gì, con Obert Karat được cấp chứng nhận chở người. Tuyệt vời không anh chị em, được cấp chứng nhận chở người, được cứ là con đấy là được 20, được 20 chở được 25 người, nhưng anh chị em cổ đông Việt Nam là cứ tuyển lên là 38 đến 40 người anh chị em ạ, vì người Việt Nam nó nhỏ nhỏ một chút, thế thì cái sức chứa sức tải là vẫn cứ ok, tuyệt vời lắm anh chị em ạ. Khi đi trên trải nghiệm trên con tàu đấy thì Hiển mới nói rằng là công ty là 200% là thành công rồi, chứ không còn là 100% thành công nữa. Chỉ là có gì, tất cả những cái người mà ở nhà ngồi phán xét, ở nhà nói rằng là Hiển đang mơ hồ, và tất cả anh chị em cổ đông cùng với Hiển, cùng những con anh chị em cổ đông quen biết Việt, đấy là những người mà gọi là gì, bán cái gì trên trời đấy, họ hay nói như vậy. Thế nhưng mà họ đã sai lầm,
và đến bây giờ có rất nhiều còn sai lầm anh chị em ạ. Họ nghĩa là gì, họ đi theo, họ đi sau mình, họ đi sau những cổ đông tâm huyết, họ đi sau những người mà sở hữu cổ phần của VT từ 20 đến 30 năm anh chị em ạ. Và đó là lý do tại sao mà Hiển quyết định là gì đến ngày hôm nay. Thì tháng 7 vừa rồi Hiển cũng đạt một gọi là cái niềm vui nho nhỏ cho mình, đó là lên được một cái top expert. Thì đấy là một sự nỗ lực khi mà Hiển ngộ ra sau đó chỉ có vài tháng thôi anh chị em ạ. Rất là cảm xúc lắm anh chị em ạ, cảm xúc. Và Hiển nghĩ rằng là tất cả những người nói phỉ báng Hiển là tại sao ông lại bán công ty của ông đi, công ty ông sở hữu như thế, một cái hệ thống khách hàng công cành như thế mà tại sao ông phải bán đi, thì Hiển đã có câu trả lời cho họ. Đến ngày hôm nay Hiển đã có câu trả lời cho họ anh chị em ạ. Đấy, và với những dựa trên những cái gì mà Hiển biết, dựa trên những cái mà kinh nghiệm cũ từ những cái việc là gì đã sở hữu cổ phần của công ty dược chưa liên biết đến sàn chứng khoán, thì Hiển Hiển rất biết rất rõ rằng là cái lộ trình đi của công ty như nào, và Hiển đặt niềm tin 100% vào vào ông chủ tịch của chúng ta và đặt 100% vào công nghệ của chúng ta. Tôi chắc chắn anh chị em một điều rằng là gì, chúng ta thành công 100% anh chị em ạ. Nó thành công 100% rồi. Còn tất cả những ai mà cần phản biện gì về doanh nghiệp, cần một cái kiến thức gì về doanh nghiệp, đặc biệt là cổ phần doanh nghiệp trước khi niêm yết trên sàn chứng khoán, thì hãy inbox cho Hiển. Hiển có thể chia sẻ riêng, hoặc là đi gặp khách hàng mà có vấn đề gì hãy alo cho Hiển, hãy alo trực tiếp video, có những cái câu hỏi gì liên quan đến doanh nghiệp, Hiển sẽ bằng cái kinh nghiệm của Hiển, hy vọng là sẽ giúp anh chị em phần nào đó được giải tỏa được một cái gì đó để cho khách hàng, để cho đối tác, về cho những nhà đầu tư họ hiểu được được cái về doanh nghiệp. Thì sở trường của Hiển là về doanh nghiệp, sở trường của Hiển là đào sâu về doanh nghiệp, về những cái tiêu chí để những công ty nào có thể niêm yết lên sàn chứng khoán, vì Hiển đã từng trải qua và Hiển là người mà rất là may mắn cầm sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước khi niêm yết lên sàn chứng khoán. Thì đấy là cái sự chia sẻ của Hiển với lại 300 quý cô chú anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị em đã dành một chút thời gian để lắng nghe những cái tâm tư của Hiển, và cảm ơn Tốt Quả Hương xinh đẹp và rất là năng lượng. Xin cảm ơn tất cả anh chị em ạ. Cảm ơn anh Hiển. Anh Hiển khoan, tắt mic anh Hiển để đó nhé. Cả nhà mình cho anh Hiển một cái lời gì đó đi anh chị. Câu chuyện của anh Hiển anh chị nghe xong anh chị thấy cảm xúc như thế nào, anh chị có thể comment để khích lệ, có thể là ghi nhận công lao đóng góp của anh Hiển trong suốt khoảng thời gian qua. Nếu như mà ở trong này có rất là nhiều anh chị em đối tác là mới bắt đầu khởi nghiệp á, thì anh Hiển có cái từ kỳ nào, cũng như là có cái lời khuyên chân thành nào, hoặc là có cái gì đó gửi gắm đến lại với những anh chị em mới bắt đầu khởi nghiệp mà có thể là chúng ta còn đang chưa có nhiều kinh nghiệm, hoặc là chúng ta đang cảm thấy là năng lượng nó đang lồi lõm quá, thì cái từ kỳ nào để giúp cho mọi người có được cái năng lượng ổn định hơn trên hành trang sự nghiệp này không anh Hiển? Cảm ơn Tốt Hương, câu hỏi rất là hay. Có phải anh chị em biết rằng là tại sao Hiển lại có một cái quyết định, bởi vì tổ chức tìm chiến lược anh chị em ạ, quyết định bán hai công ty và quyết định làm việc 100% thời gian đến bây giờ là vì tổ chức tìm chiến lược đã làm thay đổi Hiển, và cái sự kiện của tìm chiến lược đã làm thay đổi Hiển. Thì ở đây có một cái từ kia thứ nhất là gì, tất cả những sự kiện, không biết sự kiện nào có thể làm thay đổi cuộc đời mình đâu anh chị em ạ. Và hãy cho phép mình đi đi tham gia tất cả các sự kiện của tìm chiến lược tổ chức anh chị em nhé, một tổ chức tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời anh chị em ạ. Cái thứ hai là gì, anh chị em hãy nhanh nhất có thể tìm những cái người giới thiệu cho mình, hỏi tại sao và để làm thế nào để cho tôi được vào tổ chức tìm chiến lược anh chị em nhé, nhanh nhất cho tôi có thể để vào tổ chức tìm chiến lược đấy. Ví dụ như là đạt cấp bậc master để được join vào tổ chức tìm chiến lược, để được học tập và được được phát triển bản thân mình, và để gì ở trong đây
ở trong đây là gì, mọi người là gì, vừa được học một công thức là gì, tự do về thời gian, tự do về tài chính và có một sức khỏe hoàn hảo ở trong này, thì anh chị em hãy cho phép mình là được vào tổ chức kiếm được một cách nhanh nhất có thể anh chị em nhé, nhanh nhất có thể đấy. Thì đấy là cái từ kia của Hiển là như vậy ạ. À, xin hết ạ. Cảm ơn anh Hiển rất là nhiều. Chúc anh là sẽ sắp tới giúp được nhiều người hơn nữa đạt cái sự thành công, cái sự giàu có giống như anh ở thời điểm hiện tại. Hương cũng không biết chút gì hơn, Hương chỉ biết chút như vậy thôi. Cảm ơn anh Hiển về cái phần chia sẻ cống hiến phụng sự vừa rồi. Xin Trong cái cảm ơn phần Phương chia Hương. sẻ của anh Hiển thì anh chị thấy là có cái phần gì ạ? Có cái phần niềm tin từ bản thân đúng không anh chị? Khi mà mình đã xác định, mình chọn lựa đúng cái doanh nghiệp mình đầu tư, mình xác định là mình join mình vào tổ chức team chiến lược, và bên cạnh đó là cho phép mình đi sang bên Dubai, đi sang bên Belarus để có thể là tự mình trải nghiệm chính cái sản phẩm do mình đầu tư vào, gặp gỡ chính cái con người mà mình đang đồng hành cùng đó. Và khi mà tự mình đi trải nghiệm, tự mình đi chứng thực như thế thì cái niềm tin của mình không thể nào lung lay được, đúng không anh chị? Và chính vì cái niềm tin đó đã giúp cho anh có được cái sự quyết định mạnh mẽ, cũng như là cái quyết định mạnh mẽ trong cái công việc cũ cũng như là công việc mới. Cảm ơn anh Hiển rất là nhiều về cái phần chia sẻ vừa rồi. Anh Hiển, khi mà Hương mời anh Hiển lên, anh Hiển nói với Hương là không biết nói gì cho hết 15 phút, sao mà Túc Hương cho anh Hiển nhiều thời gian thế. Nhưng mà nãy giờ anh chị thấy là Túc Hiển nói hơn 15 phút cho anh chị. Đó, đôi khi là chạm vào đúng dây thần kinh cảm xúc rồi thì không thắng lại là có khi là kể tới sáng lên chị, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên là anh chị đã học được cái từ kia nào trong cái phần chia sẻ của anh Hiển, anh chị có thể viết ra ô chat giúp Hương anh chị. Đó, mình nghe, mình lắng nghe đúng không ạ? Đó là cái câu chuyện, cái là cái trải nghiệm, đó là cái hành trang của người khác. Nhưng mà mình nghe xong mình có thể viết ra ô chat ở đây, mình viết ra vở, và một hồi cuối giờ mình có thể nói ra nữa thì mình sẽ được chuyển hóa từ cái hành trang người khác sang cái hành trang của mình đó. Rồi, người tiếp theo đó là Hương muốn mời lên đây là một cô gái vàng, rất là xinh xắn, rất là xinh đẹp, rất là dễ thương, rất là năng lượng, rất là hoạt bát. Và trong cái quá trình mà làm việc tại đối tác của quỹ Skyward Community cũng như là thành viên của team chiến lược thì cô gái này đã trải qua rất là nhiều thách thức, đặc biệt là thách thức về mặt gia đình chẳng hạn. Thì ban đầu là được gia đình chưa có sự đồng tình ủng hộ từ phía gia đình, đặc biệt là người chồng của mình, nhưng mà nhờ cái sự kiên trì, nhờ cái sự gắn bó đoàn kết sẻ chia của các anh chị em trong team chiến lược đã giúp cho Dương Hạnh càng ngày càng minh chứng một điều rằng những cái gì Dương Hạnh làm đều là mong muốn làm sao để cho gia đình mình càng ngày càng tốt hơn đó. Và đặc biệt là hôm nay là cái ngày mà Hương thấy Dương bạn này là mời cổ tại gia đình anh chị, để mà mời cổ để mà cảm ơn mọi người về cái tình cảm mọi người đã dành cho bạn trong thời gian qua, và bạn vừa sắm cho mình một chiếc ô tô sang xịn bệnh anh chị đó. Chúng ta có thể là gửi cái lời gì đó chúc mừng cho bạn Dương Hạnh được không anh chị? Đấy, và nhân vật chính của cái buổi đặc biệt ngày hôm nay đó là bạn Dương Hạnh. Chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón Dương Hạnh để xuất hiện với câu chuyện đặc biệt của mình ạ. Dạ vâng ạ, em xin được gửi lời cảm ơn đến chị Ngọc Hương rất là nhiều. Không biết là cả nhà mình có nghe rõ em Thạch nói không ạ? Nếu nghe rõ Có thì nghe có thể rõ comment cho anh hỏi đúng không ạ? Không bị ồn đúng không ạ? Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn, biết ơn chị Ngọc Hương, Túc Hương đã cho phép Dương Hạnh ngày hôm nay được có cơ hội được xuất hiện ở trong Zoom rất là đông anh chị em trong ngày hôm nay. Thực sự đó là một cái điều rất là hạnh phúc và vinh dự của Hạnh khi mà có thể là nên cùng với anh Hiền cũng như rất nhiều các anh chị khác là những người thực sự thành công ở trong cái môi trường này, để có thể chia sẻ câu chuyện để làm sao giúp giúp một anh chị nào đó. Tất nhiên là không phải tất cả, nhưng mỗi một câu chuyện nó sẽ chạm đến một ai đó, và chỉ cần điều như vậy thôi ạ, giúp được một người thôi thì đó là một điều nó rất là thành công rồi. Và ngày hôm nay thì em cũng xin tự giới thiệu, lần tiên thì cho Hạnh xin được gửi lời chào đến 300 cô chú anh chị đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Chúc cô chú anh chị nhà mình sẽ có một buổi tối nhận được thật nhiều giá trị. Thực sự rằng là ngày hôm nay Hạnh cũng
Ngày hôm nay anh không có sự chuẩn bị anh chị, mặc dù chị Hương đã cho em từ đầu nhưng mà ngày hôm nay thì gia đình Hạnh cũng có một cái sự kiện rất là đặc biệt, và có lẽ rằng là với Hạnh thì đó là một trong những cái sự kiện đánh dấu một cái thành công ở trong cuộc đời của Hạnh đấy, và cũng là một cái nỗ lực phấn đấu của rất là nhiều người. Đó là tậu cho mình một chiếc xe cũng như là tổ chức một cái bữa tiệc nho nhỏ tại gia đình, với khoảng 100 vị khách, là họ hàng hai bên cũng như là các anh chị em ở trong cộng đồng. Và hiện tại thì vẫn còn rất là nhiều các vị khách đang ở phía dưới, thì Hạnh cảm thấy vô cùng là hạnh phúc, một ngày hạnh phúc trọn vẹn với chú anh chị. Hạnh xin bắt đầu bằng cái niềm vui của mình. Và trước khi Hạnh chia sẻ câu chuyện của mình thì có thể giới thiệu đôi chút bản thân mình đến với tất cả cô chú anh chị để có thể cô chú anh chị làm biết với Hạnh ạ. Hạnh tên đầy đủ là Dương Hạnh. Hạnh năm nay là 34 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Thái Nguyên. Hạnh thì đang định vị mình là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, thì để có thể làm tiện nhất, xưng hô nhất thì Hạnh xin phép là xưng tên và gọi cô chú anh chị cho được gần gũi có được không ạ? Dạ vâng. Em xin bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay bằng cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc của mình ở trong ngày hôm nay, khi mà nhận được những lời chúc mừng, chúc phúc của rất nhiều những cô chú anh chị là ông bà bố mẹ cũng như là cô dì chú bác hai bên, chúc mừng cho em Hạnh, cũng như là các lãnh đạo, Sky, Trần Diễm Quỳnh, top expert Phạm Ngọc Thanh, rất nhiều top expert trong tổ chức team chiến lược là những người có tầm ảnh hưởng toàn cầu, cũng như rất nhiều anh chị em cổ đông ở Thái Nguyên cũng như là từ các cái tỉnh thành khác đã đến để chúc mừng của Hạnh. Có lẽ rằng là với nhiều người việc tậu được một chiếc xe nó là không quá khó, nhưng với bản thân Hạnh thì đó là một trong những cái thành quả vô cùng lớn, bởi vì là cách đây 5 năm Hạnh chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ có sở hữu được một chiếc xe ô tô đấy, chứ không nói là một cái chiếc xe khác đẹp như bây giờ, rất là đẹp, nó gần 1 tỷ cô chú anh chị đấy, chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ sở hữu một chiếc xe, thậm chí rằng là trong suy nghĩ thôi mình cũng không dám, bởi vì Hạnh chia sẻ thật với cô chú anh chị rằng là Hạnh là xuất phát điểm là một người công nhân. Một người công nhân ạ, đã có hơn 9 năm làm việc trong công ty, không xuất phát điểm cao giống như anh Hiển, cũng không làm kinh tế giỏi giống như anh Hiển đâu ạ. Và cũng không có một cái, thậm chí trong 9 năm đấy mình không có cái gì để kể lại cả. Và nó đúng đúng một câu nói đó là mình sống một năm ấy, nó đến 9 lần. Sống một năm đến 9 lần, tức là cuộc sống của mình hàng ngày nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, không khác gì anh chị. Sáng ngủ dậy là con cái đi làm tối về và cuối tháng nhận lương, mình cứ bị trong cái vòng luẩn quẩn như vậy của chú chị ạ. Và thực sự là em Hạnh cảm thấy là thậm chí trong cái giai đoạn đó thì Hạnh chưa bao giờ nghĩ là mình chỉ nói với đồng nghiệp với nhau là không biết bao giờ thu nhập của mình mới 10 triệu, chưa bao giờ là chắc là phải 5 năm nữa, 10 năm nữa thu nhập của mình 10 triệu. Nhưng mà trong quá trình đồng hành cùng với quỹ SWC thì có những thời điểm mà thu nhập của Hạnh thậm chí rằng nó bằng 1 năm, chỉ 2 năm những cái trước kia Hạnh làm của chú anh chị ạ. Đó là một cái điều vô cùng hạnh phúc mà Hạnh chưa bao giờ mơ ước, và sắm cho mình một chiếc xe, bên cạnh đó là sở hữu khoảng 5 triệu cổ phần. Thực sự rằng là đó là những cái thành quả với Hạnh rất là lớn của chú anh chị, và tất nhiên rằng là qua rất nhiều trải nghiệm như vậy Hạnh thấy rằng là thành công, may mắn chỉ với người thành công thì may mắn chỉ chiếm 0,1% thôi, còn lại nó là gì ạ? Nó là từ cái sự lựa chọn đúng này và cái khát khao của mình phải đủ lớn anh chị ạ. Không quan trọng, và Hạnh chính là một cái minh chứng sống cho cái việc đó là không quan trọng là bạn xuất phát điểm như thế nào đúng không ạ? Từ một người công nhân thôi, bình thường thôi đúng không ạ? Lương 5 triệu thôi cũng có thể là gì ạ? Thay đổi được cuộc đời của mình nếu như mình lựa chọn bạn. Và để đạt được kết quả như ngày hôm nay thì như chị Ngọc Hương có chia sẻ rằng là thực sự rằng là nó không hề dễ dàng, không hề dễ dàng, bởi vì mình bắt đầu với một người là gì ạ? Bằng con số không, không tiền, không mối quan hệ, không kiến thức, không tư duy, không gì cả chị ạ. Thậm chí rằng là để có thể giao tiếp với mọi người thì Hạnh không được giao tiếp nhiều. Nhưng ngày hôm nay thì Hạnh đã là một người hoàn toàn thay đổi. Đấy, để có thể có được kết quả như em thì chắc chắn là cái điều tiên là Hạnh phải lựa chọn đúng đã. Đúng ở đây cũng là đúng cơ hội. Và USD chính là một cái cơ hội là giúp Hạnh có thể có được một cái gì, cái tài sản lớn. Có một cái cơ hội là gì?
sở hữu được một cái tài sản lớn ở đây ạ. Và đến năm 2025 thôi là Hạnh sẽ có thể là chạm đến cái gì, ngưỡng là gì, tự do tài chính được. Lựa chọn đúng ở đây là gì? Hạnh đúng tổ chức, Hạnh được lựa chọn đúng tổ chức ạ. Team chiến lược Hạnh nói rằng là một trong những cái tổ chức lớn mạnh và chuyên nghiệp hàng đầu trên thế giới, là một tổ chức kiến tạo những con người ưu tú, và bản thân Hạnh là một trong những người gần như là đầu tiên. Hạnh nhớ rằng là Hạnh là người thành viên thứ khoảng 20 gì đó của team chiến lược ạ. Thành viên thứ 20 của team chiến lược từ những ngày đầu của chị ạ. Và thậm chí trong quá trình mình khởi nghiệp thì như chị Hương nói, năng lượng lồi lõm đúng không ạ? Vì những thứ bên ngoài kia, vì những cái dự án bên ngoài kia thu hút, bị những ngăn rào cản bởi gia đình. Thật sự là Hạnh là một người gần như mọi người trong team đều biết rằng là một người bị gia đình ngăn cản, bị người chồng của mình thực sự là hơi có những lúc em phải xin lỗi anh chị rằng là Hạnh trầm cảm, Hạnh bị trầm cảm. Và có những lúc chồng nói là gì ạ, thôi em hãy về em làm công việc cũ đi, lương vài triệu thôi nhưng mà gia đình hạnh phúc. Hạnh cũng suy nghĩ hay là mình về làm nhỉ, hay mình về làm công nhân đấy, chứ mình làm như này mà hai vợ chồng cãi cọ như này thì thực sự rằng là nó cũng không tốt đấy. Bởi vì cái mục đích kiếm tiền của mình nó là gì ạ, mong muốn là gì ạ, gia đình hạnh phúc. Bởi tiền nó chỉ là cái công cụ để giúp chúng ta có một cái cuộc sống hạnh phúc hơn thôi đúng không ạ? Nhưng mà sau đó Hạnh nghĩ là gì, nếu như mình quay trở lại công việc cũ sao thì cái cuộc sống của mình nó vẫn như vậy, và chắc chắn chắc gì là hạnh phúc đúng không ạ? Hạnh phúc nó phải dựa trên cái gì ạ, cái tài chính. Nếu không có tiền thì chắc chắn là gì ạ, hai vợ chồng sẽ không thể hạnh phúc được. Cái thứ hai nữa là gì, cái thứ hai là gì, nếu mà em nhìn thấy rõ ràng là ở đây đang cho em một cái cơ hội rất là lớn đấy, để cho em được cái môi trường để em Hạnh có thể phát triển bản thân mỗi ngày. Ở thời điểm hiện tại thì Hạnh đang phụng sự rất nhiều trong tổ chức team chiến lược của chú anh chị ạ. Hiện tại Hạnh đang làm là thành viên ở ban MC, ở ban speaker, ở ban truyền phó ban truyền thông, ban kỹ thuật, ban phụng sự. Có nghĩa là gần như tất cả các cái ban ở team chiến lược Hạnh đều phụng sự. Nó chiếm của Hạnh cũng một phần thời gian, nhưng Hạnh thấy rằng là khi mà mình sẵn sàng mình phụng sự thì mình sẽ có cơ hội mình được học hỏi nhiều hơn, học tập nhiều hơn cô chú anh chị ạ. Đấy, đừng sợ là nó mất thời gian của mình, bởi vì khi mình phụng sự ở trong một cái vai trò nào đó thì mình sẽ học được rất nhiều, và chính nhờ cái việc phụng sự đó thì Hạnh có thể rằng là mình được được hoàn thiện mình rất là nhiều anh chị. MC thì cho mình khả năng mình tự tin trước đám đông, cho mình cái khả năng là mình được rèn luyện cái khả năng nói của mình, bởi vì nghề của mình là nghề nói mà. Rồi Hạnh được ở ban kỹ thuật đấy, thậm chí là ban văn nghệ đấy, rất rất nhiều cô chú anh chị. Và ngày hôm nay có một người Dương Hạnh như cô chú anh chị đang được gặp ở đây, thực sự rất là tuyệt vời. Đấy, như anh Hiển nói gì ạ? Bí quyết để chúng ta thì có thể kéo được năng lượng đấy chính là Hạnh trở thành thành viên của team chiến lược. Những khi mà Hạnh bị tụt năng lượng ấy, được các anh chị, các lãnh đạo ở trong team luôn luôn động viên, định hướng để Hạnh có thể vượt qua. Và mỗi một sáng thứ hai đầu tuần thì được nghe các anh chị em khoe những cái thành quả của mình, và đã giúp Hạnh kéo năng lượng. Và đặc biệt là gì ạ, mình được phát triển bản thân, được thấu hiểu bản thân, thấu hiểu người chồng của mình. Và Hạnh bị biến cố gia đình như vậy anh chị, nhưng mà một bí quyết rất đơn giản thôi anh chị ạ. Bởi vì ngày xưa mình cứ nghĩ rằng là công việc của mình phải thế, mình lúc nào mình cũng xù lên. Nhưng mà bây giờ có một bí quyết rất đơn giản để chinh phục chồng với các anh chị. Em không biết đúng với chồng các anh chị không, nhưng chồng em rất là đúng, đấy là cứ nịnh. Tôi mà Hương bảo là em phải khen chồng này, chịu khó khen chồng này, anh ơi này, hôm nay em tốt trang trương mà, chị trang trương mà mặc lý có khen em là em chỉ cần là nói là yêu thương chồng thôi. Thì thả chồng em đi đâu là anh ơi em không muốn đi đâu, nhưng mà em không muốn đi đâu, em đi em nhớ anh lắm ấy, mặc dù rất muốn đi nhưng mà cứ phải nói như thế đấy. Hơn chồng chụt cái là chồng kiểu gì vui vẻ cho đi đấy, trong khi trước đây là mình cứ bảo là em đi em phải đi, công việc của em phải đi đấy. Thì đấy cũng là một cái từ khóa để có thể giúp các chị em nào mà mình đang bị chồng ngăn cản đấy. Anh chồng nào cũng thích nịnh được các anh chị đấy, một trong những cái và chị hứa tôi
tao khi mà chúc em ấy, em nhớ là ngày sinh nhật của em hay là bất kỳ lần nào khi gặp em nói chuyện với em thì chị đều chúc là gì à, chúc hạnh luôn luôn xinh đẹp, luôn 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 thành công, mà đặc biệt là được chồng yêu hơn, được chồng thương hơn đấy. Thì đó là một cái hạnh phúc rất là lớn anh chị. Thì không biết em chia sẻ bao nhiêu phút rồi thì em cũng chỉ có một cái vài cái từ khóa như vậy để có thể chia sẻ với anh chị thôi. Thì cũng hy vọng là truyền những năng lượng tích cực đến tất cả cô chú anh chị nhà mình, để nhà mình có thể kiên trì ở đây. Ở đây thì không quan trọng mình xuất phát điểm như nào, chị các anh chị là gì, mình kiên trì ở đây thôi thì chắc chắn cô chú anh chị nhà mình sẽ đạt được những cái thành quả nhất định. Bởi vì con đường đã đúng rồi, cơ hội đã đúng rồi, quan trọng mình có ở lại được hay không. Thì đó mới là có lại thì các anh chị chắc chắn sẽ thành công ạ. Và cảm ơn, xin gửi lời biết cho Đỗ Ngọc Hương ạ. Cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe. Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của Dương Hạnh. Cảm động quá, lần đầu tiên nghe kia Dương Hạnh rất là kiểu sao nhỉ, thùy mị đúng không anh chị? Bình thường là Dương Hạnh lên làm MC làm speaker rất là năng lượng luôn, kiểu là thấy thấy kiểu là sao ạ, một người rất là chuyên nghiệp làm việc, chỉ là người có công việc đúng không ạ, nhưng mà ngày hôm nay chỉ có một vài phút ngắn ngủi để trải lòng, để nói về câu chuyện của mình, thì một phần nào đó là đụng chạm đến rất là nhiều chị em phụ nữ ở đây. Tại vì khi mà mình đi làm cái công việc này á, gần như là chị em mình phụ nữ mình phải tiếp xúc với rất là nhiều con người khác nhau, và hầu như cái người đàn ông nào cũng như vậy, không ai muốn vợ mình là tiếp xúc với nhiều người. Chỉ là người nào mà thuộc dạng là phải qua một cái quá trình, mới qua thời gian anh chị, người ta nói là cứ cho vợ đi thoải mái, thật sự là thoải mái, nhưng mà bên trong họ không thoải mái đâu anh chị. Có thể là có người, mỗi người sẽ bộc lộ ra một cách khác nhau, mỗi người sẽ bộc lộ cách khác nhau thôi. Và thường mọi người thấy ở xã hội này là sao ạ? Ví dụ như khi mà người đàn ông á, đi làm sự nghiệp thì có thể là không cần quan tâm gì tới gia đình, xã hội vẫn chấp nhận. Nhưng mà một người phụ nữ mới đi làm sự nghiệp mà bỏ bê gia đình, bỏ bê con cái thì không được xã hội chấp nhận, mà bạn phải trọn vẹn cả hai đúng không anh chị? Đó, và ngày hôm nay Dương Hạnh có thể trả lời thêm một câu nữa là ví dụ như bây giờ cho em làm lại với cái vai trò khởi nghiệp thì em sẽ có được những cái bài học gì mà em cảm thấy là trong cái quá khứ, trong những hành trang của em á, mà em cảm thấy là em chưa có hài lòng với những cái việc đó, và nếu như cho em khởi nghiệp lại thì em sẽ thay đổi như chỗ nào, để cho các chị em là sẽ thấy được là mình có thể bắt đầu thay đổi từ bây giờ để mình có thể là nhanh hơn, không phải mất nhiều năm như em Hạnh. Em cảm ơn câu hỏi rất là hay của Tốt Ngọc Hương. Em cũng đang tư duy bởi vì rằng là mình cần phải một quá trình mình trải nghiệm đấy, mình có thể rút ra được bài học đấy. Mặc dù rằng là bản thân em Hạnh cũng như vậy thôi. Để có thể là có được một Dương Hạnh như ngày hôm nay thì cũng nghe rất nhiều lời khuyên, cũng nghe rất nhiều, cũng đi học rất là nhiều lớp, cũng nghe rất là nhiều những cái sự định hướng từ các anh chị. Nhưng mà bản thân mình cần phải trải nghiệm, mình cần phải trải nghiệm trong cái không gian đó mình có thể sống. Nhưng mà em nghĩ rằng là nếu như anh chị nào chúng ta sẵn sàng là gì ạ, mình học hỏi những cái chia sẻ những kinh nghiệm của những người khác thì em hãy tin chắc chắn là sẽ rút ngắn con đường thành công. Thì nếu như mà được khởi nghiệp, được quay trở lại để có thể làm tốt hơn, để giúp mọi người thành công nhanh hơn, thì em thấy rằng là đầu tiên mình cần phải là cái nền tảng của gia đình mình ạ. Gia đình mình cần phải hạnh phúc. Đấy, ra mình cần phải là gì, mình cần phải là gì, quan tâm đến người chồng của mình nhiều hơn, yêu chồng mình nhiều hơn đấy, thể hiện với chồng nhiều hơn đấy, hãy bỏ cái tôi của mình xuống để làm sao được người chồng ủng hộ. Đó là cái thuận lợi đầu tiên, cái nền tảng đầu tiên, nó là gia đình với anh chị. Gia đình hạnh phúc thì mọi thứ nó mới thuận lợi được đấy. Còn giống như Hạnh trước đây mình cứ sùng lông lên với gia đình thì rất là sẽ gặp rất nhiều khó khăn anh chị. Đấy là cái bí quyết đầu tiên. Cái thứ hai là mình hãy phụng sự nhiều hơn, hãy cho đi nhiều hơn, hãy cho phép mình được join vào tổ chức team chiến lược, là một tổ chức sẽ giúp các anh chị phát triển rất là lớn. Và đừng ở đấy, vào team chiến lược nhưng mà đừng chỉ là thành viên thôi, hãy cho phép mình được phụng sự ở một vai trò nào đó thì các anh chị mình sẽ phát triển và hỏi rất là nhiều. Thứ ba nữa là
hãy hành động mạnh mẽ. Đấy. Hãy đầu tiên hãy cho mình cái niềm tin đủ lớn ạ. Chỉ các anh chị phải có cái niềm tin cho mình đủ lớn, 100%, 1000% ở đây thì các anh chị mới hành động mạnh mẽ được. Còn nếu như cái niềm tin của mình chưa đủ lớn ở đây thì chắc chắn là rất là khó để mình có thể là đạt được niềm tin vào cơ hội, niềm tin vào cái chương trình đối tác này sẽ mang đến cho mình điều gì. Anh chị nhìn thấy rõ ràng điều đó thì anh tin chắc chắn rằng là các anh chị sẽ đạt được thành công của mình. Và tất nhiên là sẽ còn rất nhiều những cái bí quyết, những cái kinh nghiệm khác. Thì em sẽ để dành cho các anh người chị tuyệt vời sau được không ạ? Cảm ơn Tức Hương rất là nhiều. Cảm ơn em Dương Hạnh. Hay quá. Các chị em có gì muốn nói thì cứ comment nha các chị nha. Các chị em ngày hôm nay nghe và cảm thấy như thế nào, có điều gì mình học hỏi mình cứ comment đi anh chị, các chị em nha. Hôm nay Hương thấy là chị em rất là nhiều. Cho nên là các anh em là ở nhà hãy thương yêu vợ của mình hơn nhé, làm sao đưa vợ mình vào cái môi trường này kiểu gì vợ mình cũng ngoan. Bình thường là mình muốn vợ mình ngoan đúng không, các anh nào cũng muốn vợ ngoan hết, nhưng mà rất là khó để cho vợ ngoan. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay đúng không Dương Hạnh à, hoặc là nhiều chị em khác là bình thường cứ nói chồng nói gì cứ xù lông lên, nhưng bây giờ tự nhiên rất là ngoan hiền, rất là thùy mị, rất nết nao, còn kiếm được nhiều tiền nữa. Các anh có muốn các chị trở nên như vậy không? Muốn các chị trở nên như vậy thì cứ làm sao cho các chị giao lưu với lại các chị em ở trong team chiến lược này, các chị em trong đối tác, hoặc đưa các chị em vào trong các phòng Zoom này thì kiểu gì thì dần dần các chị cũng ngoan hơn thôi đúng không ạ? Rồi, cảm ơn Dương Hạnh rất nhiều. Hương rất muốn nói anh chị, Hương rất nói nhiều thứ nhưng mà Hương sợ Hương nói nữa là hết thời gian của mấy anh chị em ở ngoài sau. Cho nên là người tiếp theo cũng câu chuyện đâu đó là cũng tương tự Dương Hạnh, nhưng mà gọi là người chị này là bá đạo hơn Dương Hạnh rất là nhiều. Phải nói là bá đạo hơn rất là nhiều, và Hương rất là thích giao tiếp nói chuyện với lại người chị này. Thật sự là rất là năng lượng và thường xuyên cười phớ lớn anh chị. Dù cho cuộc đời có như thế nào chăng nữa, dù cho người ta có ném cho mình một cái bịch mắm tôm hay là ném cho mình một cái gì đó gọi là nó chua chát cái chăng nữa thì vẫn là luôn tươi cười anh chị. Đó là cái điều mà phải nói là không phải ai cũng có thể làm được đó. Và người chị tiếp theo mà Hương muốn chia sẻ lên đây chắc là anh chị cũng cũng biết là ai đúng không ạ? Người này nổi tiếng lắm, không trong cộng đồng không có ai mà cười phớ lớn được như chị này luôn đó. Thì tiếp theo lên đây thì Hương xin mời chị Thanh Thanh à, cả nhà có ai để mà chào đón chị Thanh Thanh lên chị nhé. Biết ơn Tốt Hồng Hương rất là nhiều ạ. Thành là lời đầu tiên thì Thanh Thanh xin gửi tới 284 cô chú anh chị đang có mặt trong buổi Zoom đặc biệt tối ngày hôm nay ạ. Thanh Thanh cũng xin gửi tới cả nhà mình lời chúc tốt đẹp và có một buổi tối ăn vui và ấm áp ạ. Đến với cái buổi Zoom hôm nay thì Thanh Thanh cũng rất là bất ngờ được Tốt Hồng Hương có mời là hôm nay lên để chia sẻ cái câu chuyện bản thân và bắt đầu với sự nghiệp UST của mình ấy. Thì ở trong phòng Zoom hôm nay thì cũng có rất nhiều các cô chú anh chị lớn tuổi thì cũng cho phép Thanh Thanh được xưng tên là Thanh Thanh ạ để cho nó tiện giao tiếp. Thì lời đầu tiên thì Thanh Thanh cũng xin tự giới thiệu về mình. Thanh Thanh tên đầy đủ là Đặng Thị Thu Thanh, sinh năm 1985 ạ. Thanh Thanh sinh ra và lớn lên ở Ba Vì, Hà Nội và hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì Thanh Thanh cũng sinh ra trong một gia đình nghèo thôi, bố mẹ cũng làm nghề nông. Nhưng mà có bốn anh chị em và Thanh Thanh là út thì nãy câu chuyện của anh Hiển cũng có nói là anh Hiển là một dược sĩ đúng không ạ? Thì Thanh Thanh trước đây cũng là một dược sĩ. Đấy, và sau đó thì khi mà đi xây dựng gia đình ấy thì đi đi lấy chồng ấy thì Thanh Thanh cũng có mở một quầy thuốc và kinh doanh được 8 năm rồi. Nhưng mà sau đó thì cũng có một cái biến cố rất là lớn đến với gia đình Thanh Thanh tại vì là cũng
nhờ vào cái vì là mình cũng chưa có cái kiến thức, cái tư duy về tài chính ấy, cho nên là cũng có một cái biến cố rất là lớn và cuộc đời cũng thay đổi từ cái biến cố đó. Và Thanh Thanh cũng bắt đầu là phải rời quê hương, gia đình vào Sài Gòn để lập nghiệp ạ. Đấy thì chắc chắn là không nói nhưng mọi người cũng hiểu được cái lý do là tại sao phải ra đi, đúng không ạ? Đấy thì Thanh Thanh thì cái câu chuyện của Thanh Thanh thì nó cũng dài lắm, nhưng mà chỉ được thời gian nó cũng ngắn thôi nên là Thanh Thanh cũng chia sẻ ngắn gọn. Đấy thì Thanh Thanh là một người rất là thích tiền, yêu tiền và nói cái gì và cũng có cảm xúc về tiền. Đấy thì Thanh Thanh vào Sài Gòn thì Thanh Thanh cũng đã chia tay với cái nghề dược của mình và Thanh Thanh bắt đầu với nghề làm bánh đa, đó là để giao cho các quán nhậu ở Sài Gòn ấy. Thì công việc thì cũng vô cùng là suôn sẻ và thuận lợi, chỉ sau 3 đến 5 năm thôi Thanh cũng đã có được những cái thành quả rất là bất ngờ. Đấy thì nhưng mà sau đó thì thực ra là cuộc đời cũng không như là mơ. Đến năm 2021 thì Sài Gòn cũng có một cái đại dịch rất là lớn, đó là đại dịch Covid xảy ra, đúng không ạ? Đấy đến khi đấy thì sau cái đợt dịch đấy thì thật sự là cuộc sống lại rơi vào những cái khó khăn và bế tắc. Kinh doanh cũng rất là khó khăn. Đấy thì đến lúc đấy thì cái năm đấy thì Thanh Thanh lại mới mua đất ở ở Sài Gòn xong thì lại bị mua đất xong thì gần như là hết vốn hết tiền rồi, hết cái để kinh doanh, thì với cái công việc của mình lại không được phát triển nữa. Thì cũng một ngày đẹp trời thì được chị Top Thanh Tâm ấy, là cũng chia sẻ cho biết đến cái cơ hội đầu tư. Nhưng mà lúc đầu thì chị Thanh Tâm có chia sẻ là đây là một công nghệ rất là tuyệt vời này, rồi ngài chủ tịch cũng tuyệt vời này, mọi thứ, nhưng mà cũng không chinh phục được Thanh Thanh. Tại vì là Thanh Thanh cũng không có cảm xúc với điều đó. Nhưng mà đến đến khi mà chị Thanh Tâm có chia sẻ một cái từ, cái câu, cái từ key thôi là bây giờ một cái cơ hội quá là tuyệt vời, chỉ bỏ ra có 500 đô thôi mà có cơ hội để sở hữu lên đến một tỷ tám á, thì cái điều này tự nhiên đã chạm đến Thanh Thanh. Và Thanh Thanh nói là chị Thanh Thanh còn nói với chị là chị giải thích cho em là tại sao nó lên được 1 tỷ 8. Nếu mà thật sự chị giải thích mà đúng ấy thì em sẽ đầu tư gấp đôi, tại vì cuộc đời em cũng đã mất đến mấy tỷ rồi, bây giờ thêm có mấy chục triệu nữa thì nó bình thường thôi. Đấy thế thì và cũng từ cái câu chuyện đấy thì cái Thanh Thanh cũng bắt đầu là tìm hiểu đến cái cơ hội để đầu tư cổ phần doanh nghiệp vào UST. Thì nếu như mà ai mà những người mà đồng hành cùng Thanh Thanh từ những năm 2022, 2023 khi mà bắt đầu đầu tư vào, cũng vào những cái buổi Zoom của buổi tối của để chia sẻ về cái cơ hội này này, thì Thanh Thanh luôn là người giơ tay và hỏi bao giờ tôi lấy được tiền ạ. Đấy là cái câu hỏi mà Thanh Thanh lúc nào buổi Zoom nào Thanh Thanh cũng giơ tay để hỏi là bao giờ thì có tiền, bao giờ tôi lấy được tiền. Và Thanh thì cũng có một cái đặc biệt là trong mỗi buổi chia sẻ ở trên Zoom ấy lại cứ cứ thích là ai là phải có cái trán thật bóng này đấy và thật đẹp trai này. Anh sẽ ví dụ và để hỏi cái câu hỏi đó thì nhưng mà cũng không có câu trả lời là đến bao giờ hết. Và Thanh Thanh vẫn cứ luôn luôn mặc định trong đầu, và nhưng mà sau đó thì Thanh Thanh cũng tập trung để vào để tìm hiểu, và tìm hiểu xong thì Thanh Thanh thấy là đây cũng là một cái cơ hội rất là tuyệt vời đấy, và một cái công nghệ và một và biết đến cái cơ hội để đầu tư. Thì sau đấy thì Thanh Thanh cũng sau cái đợt dịch ấy thì Thanh Thanh lại được đưa con mình đi vào nhà sách ấy, thì lại cầm được lên một cái quyển sách mà duy nhất trong một bộ sách đấy chỉ có duy nhất một quyển số 2 của dạy con làm giàu, của quyển sách dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki tập 2 ấy. Thì Thanh Thanh đọc lên được 5 trang và Thanh Thanh quyết định là đã mua cả quyển sách đấy về để đọc. Và về đọc được 5 ngày thì xong cái quyển sách đó, và Thanh Thanh ôm cái quyển sách đấy và Thanh Thanh
tung lên trên trần nhà ấy, và Thanh Thanh nói là trời ơi, nếu như tôi biết quyển sách này cách đây 9 năm thì đời tôi không bị vỡ nợ. Đó, đấy là một cái mà Thanh Thanh gặm nhấm, và sau đó Thanh Thanh nghĩ là cái quyển sách này có tập 2 thì chắc chắn phải có tập 3. Và khi quay trở lại nhà sách thì Thanh Thanh thấy có 13 tập. Và Thanh Thanh quyết định là lúc đấy là đang chuẩn bị là đóng cho con một cái đóng tiền để học cho con học một khóa học tiếng Anh ấy, là 1.499.000, và Thanh Thanh cuối cùng là không cho con học nữa và quyết định mua bộ sách đấy là 1.480.000 để về đọc ạ. Và sau khi đọc xong cái bộ sách đấy thì Thanh Thanh cảm nhận được rất là đúng, và Thanh Thanh chọn con đường đến với UST và chia sẻ cái cơ hội này đến với tất cả mọi người. Thế nhưng mà cuộc đời thì cũng không như là mơ ạ. Nãy Tốt Ngọc Hương cũng có nói, cũng có chia sẻ hơi hé lộ một cái bí mật, đó là Thanh Thanh khi mà đến với cái cơ hội chia sẻ này thì không không có một ai đồng ý cả, được cả chồng gia đình đều ngăn cản, có nghĩa là phản đối một cách kịch liệt, lúc nào cũng cho là đi lừa đảo. Ví dụ có đi đâu về cũng thế, hoặc là mỗi lần mà về quê cũng thế, ở nhà anh em thì bảo rằng là trời, mày thì lừa được ai, mày chỉ có lừa được mày chỉ có lừa ra lừa những người trong gia đình thôi chứ làm gì lừa được ai. Bảo không, cháu đi lừa toàn những người mà có tiền và có tri thức thôi, toàn lừa những người đấy chứ, nhưng ở người nhà mình làm gì ai có tiền đâu mà lừa đấy. Và người mà có nghĩa là người mà đồng hành chung chăn chung gối với mình là chồng ấy, cũng phản đối một cách kịch liệt. Phản đối có nghĩa là có rất nhiều những cái trận cãi vã đập phá rồi thì nói chung là khốc liệt lắm. Thế nhưng mà kể cả mỗi lần nghe Zoom này toàn nghe trộm thôi, học buổi sáng học tư duy tài chính hay đọc sách cũng toàn nói chung là ở trong cái tư thế gọi là trộm thôi cô chú anh chị ạ. Đấy, thế nhưng trong cũng được khoảng hơn 1 năm thì Thanh Thanh cũng vẫn cứ quyết tâm là làm. Có những lúc mà là kiểu ông xã chồng của Thanh Thanh ấy là không cho và đánh đập cô, thậm chí có những lúc kiểu như là quăng đồ ấy, bảo ấy nếu mà anh quăng thì anh nhớ né né nhá, để tránh cái mặt tiền của em ra vì mai em còn phải quay mấy cái nữa đấy. Thì Thanh Thanh cũng cứ nói cả với cái giọng như thế để tiếp tục và quyết tâm tìm hiểu và làm để biết đến cái cơ hội này ấy. Thì Thanh Thanh cũng quyết tâm làm và tìm hiểu kỹ lắm, và cũng ham mê với cái nghề của mình ấy. Thế thì Thanh Thanh chỉ thấy rằng là đây là một cái nghề có đạo đức, một công việc có đạo đức mà lại không vi phạm pháp luật thì Thanh Thanh sẽ theo đuổi cho bằng được. Với lại hai nữa là ở đây là gì ạ? Vào đây làm thì Thanh Thanh thấy được một cái điều nhận ra mà Thanh Thanh rất là thích, đó là có tiền, kiếm được tiền và dễ. Lúc đầu thì Thanh Thanh cũng cứ tưởng rằng là ôi mình là một cái đứa mà bị như thế rồi thì sẽ không có ai đầu tư với mình đâu. Những người biết mình là bản thân mình là một đứa mà có được một cái biến cố một như thế lớn và biến cố lớn như thế mà phải bỏ cả gia đình để quê hương để đi như giống như kiểu đi trốn nợ này thì chắc là không không ai đầu tư đâu. Nhưng mà Thanh Thanh cũng không ngờ được là những cái video mà mình làm ở trên 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 Facebook với Zalo ấy thì lại cảm được đến tất cả rất rất nhiều các những đối tác của Thanh Thanh ở trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, và đến bây giờ thì Thanh Thanh bắt đầu là đốt thuyền để tập trung 100% vào công việc này. Hôm nay đến hôm nay chắc là được 1 tháng, năm 1 năm, 1 năm 4 tháng, 1 năm 4 tháng thôi. Nhưng mà Thanh Thanh cũng đang dự tính là ngày mai sẽ là ngày mà Thanh Thanh sẽ rực rỡ và Thanh Thanh sẽ thành công ở mọi cái điều tuyệt vời nó diễn ra trong ngày mai, và ngày mai cũng là ngày lễ Vu Lan ạ. Đấy, thì nếu không có cái gì thay đổi thì ngày mai là Thanh Thanh sẽ đủ mọi chỉ tiêu tất tất các thể Thanh Thanh lên top expert. Đấy, đây cũng là một cái vị trí mà Thanh Thanh rất là khao khát. Thì là cái câu chuyện ở đây là gì của Thanh Thanh là gì ạ? Thanh Thanh thì rất là kiên trì và lì, và Thanh Thanh có một cái mục tiêu rất là rõ ràng. Tại vì là khi mà một Thanh Thanh có cái quan niệm là khi mà mình đi kiếm tiền ấy thì quan trọng là mình kiếm tiền như thế nào thôi, còn Thanh Thanh không quan tâm người ta để ý đến cái gì và người ta nói gì.
mình chỉ quan trọng là mình làm công việc của mình nó không vi phạm đạo đức và không vi phạm pháp luật thôi. Đấy thì đấy là một cái điều mà Thanh Thanh làm. Nhưng mà cái thành công của Thanh Thanh ở đây là đến bây giờ được cả gia đình ủng hộ, tin tưởng và chồng cũng bỏ nghề và bây giờ là hai vợ chồng cùng kết hợp đi làm để hỗ trợ nhau và bây giờ thì gia đình Thanh Thanh là vô cùng hạnh phúc. Không không phải nói là rất là tuyệt vời, có không phải vật lộn, không phải vất vả như với cái công việc cũ nữa đấy, và một cái nghề mà làm một cái nghề mà được rất nhiều người biết ơn ấy, đi đến đâu hoặc thỉnh thoảng lại ngày nào cũng có những tin nhắn, trời ơi cô cảm ơn cháu nhá, cô biết ơn cháu nhá, rồi thì đi đến đâu cũng được nhận được những cái mà lời cảm ơn là những cái lời mời rất là chân thành ấy, thì đấy đấy là cảm thấy Thanh Thanh thấy vô cùng tuyệt vời. Nhưng tất cả những cái điều đó không phải là tự dưng mà có các quý cô chú anh chị ạ. Tại vì Thanh Thanh thì đấy, thật sự là thấy là cuộc đời mình cũng thật là may mắn. Vì khi mà mình có những cái biến cố nó lớn như thế thì Thanh Thanh cũng không dám xuất hiện trên cộng đồng mạng đâu. Đấy. Thế nhưng mà sau khi nghe được câu chuyện của nhà điều hành Nguyễn Đức Học á, thì Thanh Thanh lại mở ra một cái ánh sáng, một cái chân lý, một cái cách, một cái con đường á, để thật sự là sáng để đi. Và khi nghe xong cái câu chuyện của Tốt Học thì Thanh Thanh quyết định là Thanh Thanh cảm thấy là tự tin và Thanh Thanh bứt phá được tất cả nhờ nhờ cái câu chuyện đó. Và Thanh Thanh lại may mắn hơn nữa là khi mà biết đến Tốt Học Hương và biết đến các tốt ở trong team chiến lược ấy, thì lại tạo cho Thanh Thanh một cái cơ hội để vào sinh hoạt cùng với team chiến lược. Thì khi mà vào team chiến lược thì Thanh Thanh được học đầy đủ tất cả. Thanh Thanh được học học ăn, học nói, học cả cách kiếm tiền ở đây. Nhưng mà cái điều tuyệt vời ở đây là học free ạ. Học không mất tiền, mỗi một buổi họp buổi sáng thôi, họp từ 8 giờ đến 12 giờ, nhưng mà thật sự Thanh Thanh thấy hãnh diện với cái buổi họp này, tại vì là có quá nhiều những câu chuyện, có quá nhiều những bài học và có quá nhiều những cái cách làm tuyệt vời để cho chúng ta học hỏi và chúng ta phát triển để chúng ta thành công. Cái quan trọng ở đây là Thanh Thanh nhìn thấy rằng là như với Thanh Thanh bây giờ đi chia sẻ với mọi cái cơ hội để đầu tư sở hữu cổ phần doanh nghiệp này á, thì Thanh Thanh luôn chỉ có hỏi câu đầu tiên là cô chú anh chị có thích tiền không? Đấy, nếu như mà cô chú anh chị thích tiền thì Thanh Thanh sẽ có cách. Đấy chỉ thế thôi, nếu như mà họ trả lời là có thì Thanh Thanh kiểu gì Thanh Thanh cũng giúp được, và đến bây giờ Thanh Thanh cũng giúp được rất nhiều nhà đầu tư, và thậm chí là Thanh Thanh thì hãnh diện lắm, có một cô Thanh Thanh cũng đang giúp một cô, là cô ấy cũng là một người, không biết là hôm nay cô cũng có mặt trong cái buổi Zoom ngày hôm nay không, nhưng mà cô ấy là một người vô cùng tuyệt vời, mặc dù là cô là một người khuyết tật, cô cũng sống cô đơn, nói chung cô không 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 cô chỉ ở có cô sống có một mình thôi đấy, và đến bây giờ thì Thanh Thanh cũng giúp cho cô được có được những cái thu nhập rất là tuyệt vời ạ. Thì Thanh Thanh nghĩ một điều rằng là đấy, một người như cô đúng không ạ, mà cô còn làm được cơ mà, thì tại sao hà cớ gì mà chúng ta không làm được. Với lại hai nữa là đâu phải là cứ để chỉ có khi mà chúng ta đầu tư vào đây chúng ta cứ chờ đến cái ngày để IPO mới giàu đâu ạ, mà nếu như mà chúng ta muốn giàu thì ngay cả khi chúng ta làm đối tác chia sẻ, tại vì đây là một cái công việc vô cùng là nhân văn và giá trị đấy, và lại roi vào một cộng đồng mà ở đây chỉ có cái sự gọi là thúc đẩy nhau để thành công, đẩy nhau để vươn lên và cùng nhau cố gắng giúp nhau, giúp đỡ nhau một cách mà thật sự là Thanh Thanh chưa thấy ở đâu có. Đấy thì đấy là một cái điều và mà Thanh Thanh rất là tâm đắc và luôn luôn biết ơn là đến đó là team chiến lược, team chiến lược của chúng ta, và team chiến lược thì bây giờ cũng phát triển rất là mạnh đúng không ạ? Đấy, và vào đây ấy, thì chúng ta cũng được học đầy đủ đấy, những cái bài học, những cái cách làm, và cái điều mà để thành công ở đây thì đó là kiên trì và lì ấy, thì cái gì cũng có. Đấy, với Thanh Thanh là như vậy. Thế nên là đến bây giờ thì Thanh Thanh thật sự là cũng cảm thấy rằng là mình
thật là may mắn, mình thật là hạnh phúc vì mình được biết đến một cái cơ hội tuyệt vời này. Và Thanh Thanh cũng không quên gửi lời biết ơn đến chị Thanh Tâm đã chinh phục Thanh Thanh trong vòng 2 tháng trời. Và cuối cùng thì Thanh Thanh cũng đón nhận được một cái cơ hội vô cùng tuyệt vời, và cũng biết ơn team chiến lược và biết ơn các lãnh đạo trong team chiến lược ấy, đã cho Thanh được những bài học vô cùng giá trị và cho Thanh cách làm, cho Thanh được cái sự giàu có và hạnh phúc ở đây ạ. Cái điều tuyệt vời nhất là cho Thanh được cái sự hạnh phúc đấy, và được Thanh Thanh cái điều mà Thanh Thanh hạnh phúc nhất bây giờ á, là cả gia đình ủng hộ, cả gia đình yêu thương, và nhất là chồng của mình ạ. Đấy, người và là cũng bây giờ cũng cũng đã cùng mình đồng hành với mình với cái công việc giá trị như thế này. Đấy, và khi mà một cái công việc mà khi mà mình thay đổi đúng không ạ, và mình gan lì, mình nói chung là cũng phải Thanh Thanh cũng phải lì lắm đấy ạ, và cũng phải trải qua những cái vấn đề bức xúc lắm, nhưng mà Thanh Thanh là Cảm một ơn chị người như Thanh Công Thành Hương Thanh. nhìn nhận đấy, là vô cùng là luôn luôn cười. Đó thì đấy là cái động lực để Thanh Thanh thành công có ngày hôm nay. Biết ơn Tố Ngọc Hương, biết ơn cả nhà mình đã lắng nghe. Thanh Thanh xin Cảm ơn chị Thanh Thanh về cái phần chia sẻ vừa rồi. Em thấy ngoài sao lấp ló không biết bóng dáng của ai. Hình như là bóng dáng của chồng chị đúng không? Thì bây phép. giờ có chồng ngồi kế bên đồng hành cùng rồi, đi làm việc cũng đi cùng rồi, hồi nãy giờ toàn nói xấu chồng không à, thì bây giờ chị trước mặt phòng Zoom rất là nhiều người nè, có muốn điều gì muốn ghi nhận chồng hay không để mà anh có động lực đồng hành cùng với chị trong thời gian tiếp theo, chứ bây giờ cứ kể xấu người ta không thấy đâu người ta có động lực đúng không anh chị? Mình nói xấu xong mà mình phải có gì đó ghi nhận khen ngợi thì người ta mới có động lực người ta làm việc chứ. Các anh chỉ cần ở như đó thôi mà. À, đấy đấy cũng là đấy lúc cũng là cái biết ơn Tống Ngọc Hương, tại vì đã nhắc nhở. Nhưng mà thực ra là khi mà mình muốn người khác thay đổi thì mình hãy thay đổi mình trước đấy. Ngày trước thì Thanh Thanh cũng cứ luôn lì lợm và bảo thủ với cái suy nghĩ của mình và không bao giờ chia sẻ đấy, đã không thích là không bao giờ chia sẻ. Nhưng mà bây giờ khi mà Thanh Thanh nói ra ấy, thì khi mà nói rằng là anh hãy tập trung, anh hãy thật sự là anh tìm hiểu cái cơ hội này đi, vì đây là cái cơ hội mà cái quan trọng ở đây là nó không vi phạm đạo đức và không phải là em đi lừa đấy. Cứ mỗi lần mà làm video chồng lại bảo đó đấy, tí nữa công an xuống nó bắt cho đấy, nhiều thứ lắm. Thế nhưng mà bây giờ thì khi mà nhìn nhận lại ấy, thì mình thấy là nếu như mà anh được nghe được những cái từ cái giá trị từ ban đầu ấy, thì anh cũng sẽ thay đổi, và đến bây giờ thì anh thay đổi thật sự đấy. Đi đâu cũng có chồng chở đi này đấy, bảo quẹo trái là quẹo trái, mà bảo quẹo phải là quẹo phải. Bảo đến ăn chỗ đấy là đến ăn chỗ đấy. Trời ơi, tuyệt vời lắm cô chú anh chị ạ. Nên là cảm thấy cuộc sống nó vui vẻ hơn, và hình như là vui vẻ hơn, và nhiều cái nó cũng hơn đấy ạ. nhất là nhìn cái hơn ở đây là cái kiếm tiền nó cũng nhiều hơn đấy. Đấy là cái điều mà Thanh Thanh vui vui nhất, tại vì là Thanh Thanh rất là thích tiền mà. Cảm ơn Tống Ngọc Hương ạ, cảm ơn cô chú anh chị đã lắng nghe ạ. Cảm ơn cái phần chia sẻ của chị Thanh Thanh. Thật sự thì Hương hay hay kiểu là Hương hay nói đùa với chị Thanh Thanh anh chị, nhưng mà trong cái quá trình làm việc với chị Thanh thì thật sự là chị Thanh là một con người rất là nghị lực luôn, rất là nghị lực và cái thái độ vô cùng tuyệt vời luôn anh chị. Tại vì tam giác thành công trong cái công việc, trong cái sự nghiệp hoặc là bất kỳ ở lĩnh vực nào thì đó là gì ạ? Kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trong khi đó thì cái kiến thức, cái kỹ năng đó, nó chỉ chiếm có 25% mà. Còn thái độ nó chiếm tới 75%. Và chị Thanh nó nói về kiến thức UFT, chị Thanh không có nhiều. Kỹ năng thì có thể là chị Thanh cũng đã làm môi trường bảo hiểm, môi trường bán hàng, cho nên là có khả năng nói chuyện với khách. Nhưng mà để học hỏi qua cái môi trường này thì chị Thanh Thanh gần như là đưa mình về con số 0. Để mà có thể học hỏi được tất cả mọi người. Trong những lần mà Hương chia sẻ đào tạo gì ở văn phòng đó, hoặc là chia sẻ Zoom hoặc là trong cái quá trình đi chơi cùng, đi làm việc cùng đó, Hương nói cái gì là chị Thanh giống như là nuốt từng câu từng chữ anh chị. Cái gì cũng cảm thấy đúng, cái gì cũng cảm thấy hay, cái gì cũng cảm thấy tuyệt vời hết. Và khi mà mình mang một cái tâm thái như vậy đó, thì gần như là
mình học hỏi được rất là nhiều từ điều từ người khác luôn. Đấy, Hương chưa thấy ai mà kiểu như mình nói ra mà mình được ghi nhận giống như là mình nói với chị Thanh Thanh á. Thành ra là đôi khi mình nói chuyện với chị Thanh Thanh được nhiều anh chị. Chứ không phải cái gì là cái gì gọi là cái điều gì đó nó vi diệu đâu. Thật ra Hương cũng là một người bình thường giống như anh chị mà, đúng không ạ? Khi mà mình nói ra cái điều gì mà được ai đó đón nhận, được người ta thẩm thấu, được người ta ứng dụng thực hành, thì đó là cái điều mà vô cùng hạnh phúc của mình mà, đúng không ạ? Và khi ở nhà mình có thể là mình nói với người nhà mình không ai nghe, mình chán mình không muốn nói, nhưng mình ra ngoài mình nói có người nghe tại vì mình thích nói, đơn giản như vậy thôi anh chị, đúng không ạ? Và người khác ở nhà cũng vậy luôn, ví dụ như chồng mình hay ba mẹ mình đôi khi nói với mình không nghe, nhưng mà mình là một người có cái sự trải nghiệm, có sự tiếp xúc, có sự ăn học nhiều hơn, thì mình cũng phải làm sao đối đáp lại, ứng xử nó khác hơn với lại mọi người, chứ mình không thể nào mình quay lại với một cái thái độ giống như mà người ta đối xử với mình được, đúng không ạ? Mình cũng quay lại với một thái độ nó khác, nó mềm mỏng hơn, nó câu từ nó chắt lọc hơn đấy. Thành ra là chị Thanh Thanh phải nói là chị Thanh Thanh thay đổi rất là nhiều. Khi mà chị Thanh Thanh dẫn anh Tuân đi làm việc cùng thì Hương thấy một điều là gì, anh Tuân rất là chu đáo, rất là có khả năng quan sát. À, chu đáo và có khả năng quan sát mọi thứ. Ví dụ như là đi mà Hương lái xe đi chở hai vợ chồng đi, là tới cho ra chỗ gửi xe mà trả tiền xe, Hương chưa kịp ra cái chỗ cổng còn đứng trong này là anh đã móc tiền anh đi bộ ra anh trả tiền xe trước rồi. Hoặc là khi đến văn phòng là anh là gì, rót nước cho từng người lấy ghế ra sắp xếp bài trí mọi thứ đâu đó chu đáo hết. Mà Thanh Thanh mà ví dụ như ăn chay mà đã nấu để đồ ăn ở quên ở nhà là gọi điện là em ở đâu rồi em đứng đó đi anh xách đồ ăn chạy ra. Thế mà từ trước giờ chị Thanh Thanh là chưa bao giờ nhận ra những cái điều đó từ chồng của mình anh chị. Suốt ngày cứ than ơi là chồng thế này, chồng ơi thế kia, chồng tôi thế nọ, chưa bao giờ nhận ra được những cái tỉ mỉ đó hết. Mà trong khi đó những cái tỉ mỉ đó mình ước ao mình có được từ người chồng của mình là lại không có. Đó, cho nên đôi khi Hương ghẹo Thanh Thanh là có biết xài không? Không biết xài để tôi xài giùm cho. Hương hay ghẹo câu đó vậy. Đó, cho nên là ở đây là bài học cho mình là gì? Mỗi người có một cái thế mạnh riêng, mỗi người có một cái ưu điểm riêng, mình đừng có mang mà đi ra so sánh với người này người kia. Đôi khi Hương cũng hay bị so sánh chồng mình với chồng của bà hàng xóm lắm, cho nên là mình không thấy được là điểm tốt của chồng mình đó. Đó, nhưng mà mình hãy làm sao mình cố gắng là những cái điểm mà chưa tốt chưa hài lòng mình làm bé lại đó, những điểm mà mình cảm thấy là nổi trội mà người khác không có mình làm lớn lên để mình tự hào về điều đó, để mình có thể vui vì điều đó. Mình không thể nào chắc chắn hay là mình không thể nào hứa hay cam kết điều gì đó cho tương lai của mình, nhưng mà ít ra là mỗi ngày cùng nhau sống chung với nhau, mỗi ngày mà mình có thể ở cùng nhau là một cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời của mình. Cái quan niệm của Hương là như thế anh chị đó. Và Hương rất là mong là tất cả những anh chị em mình khi mà đã làm đối tác với công việc này thì nhiều gì cũng sẽ gia đình phản đối, ít nhiều gì thì cũng sẽ có người này người kia, nhưng mà khi mà mình được ở trong một cái môi trường tuyệt vời như thế này, nhưng mà cái người bên cạnh mình họ lại chưa được điều đó, cho nên là mình hãy làm sao mình bao dung, mình chứa đựng được họ và mình hãy dịch chuyển họ từ từ. Khi mà họ thấy được cái thái độ mình ngày ngày tốt hơn, thấy mình cái câu từ ngôn ngữ của mình càng ngày càng tốt hơn, thì chắc chắn họ cũng sẽ dần dần nhìn ra cái việc mình đang làm là nó tốt, nó tuyệt vời, thì dần dần họ cũng sẽ đi theo mình hết anh chị. Hương cũng như vậy mà, ban đầu cũng mà cũng phản đối nhưng dần dần là cũng chịu hết à, cũng cũng sẽ là phụng sự cho mình hết anh chị. Anh chị cứ tin vào điều đó. Và người tiếp theo mà Hương muốn mời lên đây là một bạn trai trẻ vô cùng năng lượng, vô cùng năng lượng và vô cùng sâu sắc anh chị. Và bạn này có đặt cho Hương một câu hỏi mà Hương cũng đang nghi vấn, là bạn đặt cho Hương câu hỏi là nhiều khi em nhìn chị, em nhìn nhìn chị em thấy chị giống như một cây cổ thụ. Tại sao trong suốt quá trình 6 năm chị cứ thể đứng sừng sững như thế? Khi mà làm việc cộng đồng của con người với nhau anh chị, tiếng trên, tiếng dưới, tiếng bạn, mọi thứ tiếng sẽ ít nhiều, sẽ có rất là nhiều thứ sẽ xảy ra. Nhưng mà tại sao chị vẫn có thể kiên trì đến tới bây giờ? Hương cũng không biết trả lời thế nào anh chị. Đó thì hy vọng là chỉ là cái bóng hình hình dáng của Hương như vậy giúp cho mọi người có được động lực hơn thôi. Thì khi nào mà Hương có cái gì đó Hương cảm thấy là có thể truyền động lực, truyền cảm hứng mọi người thì Hương sẽ biết sẽ tốt Hương đăng Facebook. Đấy, đôi khi là hỏi Hương không biết đường Hương nói, nhưng mà khi nào có cảm xúc mình ngẫm ra cái bài học thì mình lại mới chia sẻ được. Đó. Và bạn này thì phải nói là bạn trải qua khá là nhiều môi trường,
và bạn ấn tượng với môi trường của mình, một cái môi trường vô cùng nhân văn và môi trường vô cùng tràn ngập tình yêu thương. Mọi người chia sẻ với nhau, mọi người đón tiếp nhau như là anh em trong nhà, không có tính về cái lợi nhuận chi phí hay là không có hơn thua thiệt gì hết. Đó, và bạn ấn tượng môi trường của mình. Và trong cái quá trình Hương làm việc cùng thì Hương thấy cũng là một cái con người khát khao rất là lớn, với mong sự học hỏi từ mọi người rất là cao. Đó, và Hương mời lên đây đó là bạn Đình Trường. Cả nhà mình cho Đình Trường một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự xuất hiện của Đình Trường ạ. À. Dạ, em chào cả nhà. Lần đầu tiên thì rất là biết ơn Tốp Hương đã cho em cái cơ hội biết tới UST, và ngày hôm nay thì lại cho em cái cơ hội được ngồi đây để giao lưu với lại cả nhà mình. Và một lần nữa thì cả nhà có thể là dành thật nhiều trái tim để cho Tốp Hương được không ạ? Nãy giờ em ngồi em nghe thì em thấy là anh Hiển, chị Dương Hạnh, rồi lại idol Thanh Thanh, mọi người chia sẻ những cái bài học thực sự nó rất là hay và rất là giá trị. Đúng là cuộc đời con người thì mỗi người sẽ có một cái điều kiện, có một cái xuất thân và có một cái hoàn cảnh nó khác nhau, nhưng mà đều có một cái mục đích chung, đó là đều mong muốn cái sự thành công và hạnh phúc, đúng không ạ? Và trên cái con đường đi tới cái sự thành công và hạnh phúc đó thì nó cũng sẽ có rất là nhiều niềm vui, có rất là nhiều những cái thử thách, nhưng mà không vì những điều đấy mà chúng ta không cố gắng. Và nghe được cái sự chia sẻ, cái sự cố gắng của các anh chị thì thực sự là em cảm thấy là bản thân mình rất là có động lực đó, để mình phải nỗ lực hơn và để mình có những cái thành tựu lớn hơn nữa. Thì em cũng xin phép được giới thiệu với lại cô chú anh chị, em họ tên đầy đủ là Trịnh Đình Trường. Em thì sinh ra quê cha đất tổ của em thì đó là ở Thanh Hóa. Nhưng mà 4 tuổi thì em được bố mẹ đi kinh tế mới. Thì quê hương thứ hai của em đó là trên cao nguyên. Đó là ở Đắk Lắk đấy ạ, Tây Nguyên đấy ạ. Và hiện tại thì em bây giờ thì em đang ở Sài Gòn. Nhà em ở Sài Gòn. Em ở gần câu lạc bộ Sài Gòn. Nên là cô chú anh chị em mình mà cần biết văn phòng Sài Gòn, câu lạc bộ Sài Gòn thì cứ nhắn cho em sẽ hỗ trợ. Đấy ạ. Đó thì hiện tại thì em cũng được ba bốn cái quê hương nên là mình cũng có nhiều cái trải nghiệm. Đó, và em hiện tại cũng đã có vợ và có con rồi. Đấy, năm nay thì em thì sinh năm 93 mà năm nay em mới 20 tuổi thôi ạ. Đấy, nên là nhìn em rất là trẻ và đẹp trai đúng không cả nhà? Dạ. Một lời mà em biết ơn sâu sắc đó là biết ơn đến tổ chức Team Chiến lược ạ. Một cái tổ chức vô cùng chuyên nghiệp, rất là chuẩn chỉnh, và thực sự nếu như không có tổ chức team chiến lược thì tất cả chúng ta ngày hôm nay sẽ không được gặp nhau ở đây, và chúng ta cũng sẽ không có được những cái giá trị như ngày hôm nay. Và một người trong tổ chức team chiến lược mà thực sự là em rất là ngưỡng mộ cũng như rất là khâm phục đó là anh Sky Vương Triệu Vĩ ấy. Đó là người tổ chức ra team chiến lược của mình, và có một câu nói mà em rất nhớ đó là gì ạ? Chúng ta bỏ cổ phần sang một bên, chúng ta bỏ công việc sang một bên, chúng ta gác tất cả mọi thứ sang một bên, thì cái chúng ta còn lại ở đây đó là gì ạ? Đó là cái tình người, cái tình cảm giữa con người và con người với nhau. Và cũng chính vì cái câu nói và cũng chính vì cái tình cảm này, em mới quyết định là em gia nhập vào tổ chức team chiến lược, và em đồng hành phát triển cùng với lại cộng đồng của mình. Thì trước khi em biết tới UST thì em làm bất động sản. Em làm bất động sản thì từ năm 2015. Đấy, thì bản thân của mình thì điểm xuất phát thì cũng rất là thấp, tại gia đình thì cũng không có giàu có gì cả. Nên mới đầu thì em chỉ là một người nhân viên thôi. Nhưng mà theo theo năm tháng thì từ nhân viên xong em làm lên quản lý, sau đó thì mình cứ nỗ lực cố gắng thì mình lên trưởng phòng, sau đó thì mình lên quản lý sàn. Đấy, thì trước khi mà em biết tới UST thì em cũng có những cái thành tựu nhất định ở trong cái lĩnh vực bất động sản. Và cái cơ duyên để em biết được tới UST đó là trong một cái khóa học về NLP ấy, thì em được gặp Top Hương ở trong đấy. Và cái thời điểm đó thì Top Hương nói chung là chưa có tuyệt vời như bây giờ đâu. Thực sự là cũng rất cũng tuyệt vời, nhưng mà thời điểm đấy thì chưa được tuyệt vời như ngày hôm nay. Đấy, và em cảm thấy là Top Hương lão hóa ngược cả về nhan sắc, lão hóa ngược cả về cái sự trí tuệ của mình. Đấy, và khi em biết trong cái khóa học đó thì
có Hương có chia sẻ về công nghệ của mình thì em chỉ thấy nó hay hay thôi, nhưng em cũng không quan tâm. Đấy thì mãi sau là Top Hương cũng cứ chia sẻ, và Top Hương thì thực sự là Top Hương chia sẻ rất là khéo, em phải công nhận là Top Hương chia sẻ rất khéo, cũng không nói gì nhiều đâu, thì cứ rảnh là mời em đi sự kiện, rồi cứ rảnh là mời đi cà phê thôi. Đấy, và thời điểm đấy thì em cũng thấy là gì, Top Hương là một người mà rất là có kiến thức về đầu tư này, cũng có cái cá tính ấy. Và đặc biệt là Top Hương là một người mà gì rất là thiện lành. Đấy, cho nên là chị em rất là ấn tượng, và em cũng thích là giữ được cái mối quan hệ này. Thì Top Hương cứ mời thì em rảnh là em cứ đi thôi, thậm chí là em cũng chả biết đi đến đấy để làm gì, nhưng mà Top Hương mời thì em lại cứ đi. Đấy, chuyến đi đó thì em rất là ấn tượng với một lần mà em về dưới cà gì ạ, mọi người rất là tử tế, rất là chân thành, rất là thiện lành với mình, mặc dù mới lần đầu tiên gặp thôi, mình cũng không đem về một cái giá trị cho họ cả, mình là một người rất bình thường, trong khi họ là những người rất là giàu và có sức ảnh hưởng rất lớn ở dưới khu vực gì đấy, nhưng mà đối xử với mình giống như là những người thân từ rất là lâu rồi. Đó thì thông qua cái tình cảm như vậy thì em bắt đầu ấn tượng về cái công việc, cái tổ chức này. Em đặt dấu hỏi là ở tại sao họ lại tử tế như vậy, tại sao những con người nào tuyệt vời như vậy, mình đâu có giá trị cho họ đâu, sao họ sống một cách tốt đẹp như thế với mình, thì em mới đặt câu hỏi. Nhưng sau đó thì em cũng lại cuốn vào cái công việc của em, và em cũng không có tập trung vào đây mấy. Nhưng mà thông qua nhiều lần em đi như vậy và em quan sát cái quá trình phát triển của chị Hương thì em thấy là cái công nghệ này nó rất là hay. Đấy, và em bắt đầu em quay trở lại, em tìm hiểu kỹ về cái công việc này. Và trong đó đấy ạ, thì bất động sản năm 2012, 2013 thì nó bắt đầu là đỉnh và nó bắt đầu thoái trào rồi. Ở đấy, và bắt đầu em cũng chiêm nghiệm lại. Em thấy rằng là tại sao mình làm bao nhiêu năm qua cũng có được một chút thành tựu, nhưng mà sao nó rất là vất vả. Cái ám ảnh trong trong nghề của em ấy đó là gì ạ? Đó là mình phải đi nhậu suốt thôi. Tức là cái công việc này ấy thì mình làm lâu năm, mình có kinh nghiệm, mình có mối quan hệ thì nó cũng tốt. Nhưng mà mình phải nhậu rất nhiều. Đấy ạ, rất là mệt, nhậu rất nhiều, rất là mệt. Và thực sự là cái sự cạnh tranh trong bất động sản nó rất là khốc liệt. Đấy, không biết là có anh chị em nào làm bất động sản không? Với bản thân của em là quản lý sàn, và em cũng là một người bán hàng rất là giỏi ở trong công ty, thì em thấy là gì, cái sự cạnh tranh nó rất là khốc liệt. Nhiều khi có người nói là 1 mét vuông mà có lại tới 4 5 thằng cò đấy, chục cò đấy đó, thì mình lại cảm thấy nó rất là khốc liệt. Và em nghĩ là nếu mà mình cứ làm như thế này thì 5 năm nữa, 10 năm nữa, cái sức khỏe của mình nó sẽ đi đâu về đâu. Và rồi mình có tài sản, đúng không, mình có đất đi, có 5 tỷ 10 tỷ đi, thì cái kết quả này nó sẽ đi đâu về đâu, và mình có đó Tóc Hương, tự nhiên kết nối em gặp Tóc Huyền thì em mới có mấy phiên em chắn như này này để xem là chị nói gì, rồi có thuyết phục được mình hay không, để xem mình làm cái này không. Nhưng mà thực sự là những cái kiến thức của Tóc Huyền nó rất là sắc bén, nó giống như là thanh đồ long đao ấy, nó chém đứt cái khiên của em luôn. Và sau hôm đó thì dường như là con người em nó được cởi mở hơn và em chịu tiếp thu hơn. Và em là cái người mà khi mà đã định tâm vào mình chọn công việc nào ấy thì em phải gọi là toàn tâm toàn ý. Và từ khi em bắt đầu đón nhận ấy thì em bắt đầu toàn tâm toàn ý với cái công nghệ này. Bắt đầu em về em tìm hiểu ngày đêm luôn ạ. Em tìm hiểu ngày đêm, em tìm hiểu, em đi gặp hết người này, em gặp hết người này đến người kia. Đó. Và như các anh chị trong cộng đồng cũng thấy rồi ạ, em thì ở Sài Gòn nhưng mà hầu như là có những thời điểm là em ở Hà Nội biết thôi. Và sau khi em tìm hiểu kỹ thì em quyết định là đầu tư để mình đi sang Dubai. Thực sự lúc sang Dubai thì bản thân mình cũng rất là, lúc đấy là tài cũng rất là khó khăn, tại bất động sản thì bây giờ nó cũng đang chững mà đấy, nhưng mà em vẫn quyết tâm là em đi, thì cũng được chị Hương đấy, chị Nhung, anh Hạnh và các anh chị hỗ trợ giúp đỡ em đấy. Em vô cùng biết ơn cái môi trường của mình. Và ở đây em cũng có một cái chia sẻ là nếu như anh chị ở đây đã biết tới USD rồi thì đừng có nửa vời nữa, hãy 100% đi ạ. Đấy, hãy 100%. Và em đi gặp tất cả những cái người mà đầu tư lớn trong cộng đồng của mình. Tại vì em nghĩ rằng là nếu như đây thực sự là một cơ hội để nó thay đổi cuộc đời của mình, thay cuộc đời của con mình, thậm chí là cháu của mình, thì không có lý do gì
mà mình không tập trung vào nó, đúng không ạ? Tại vì ở ngoài kia 6 7 năm em làm bất động sản, em đi vắt tờ rơi, em giang nắng giang mưa, em tập trung rất nhiều, nhưng mà mình cũng chưa có thể tự do tài chính và mình thoải mái được. Nhưng khi em biết tới cổ phần doanh nghiệp thì em mới biết là thế nào là tự do tài chính và tại sao những người giàu người ta lại giàu đó. Và em quyết định là em đi gặp tất cả những cái người mà sở hữu nhiều triệu cổ phần đấy, từ anh Triệu Tâm em gặp để em hỏi, có cơ hội là em gặp để em hỏi tại sao mà anh lại sở hữu nhiều triệu cổ phần như vậy, cái lý do gì, cái niềm tin nào đấy mà anh tin vào sự thành công của tập đoàn đấy. Thì mình cứ gặp hàng chục người như vậy đi ạ, mình gọi là mình cứ huân tập hình ảnh đi ạ, thì mình có câu trả lời. Và sau khi em gặp rất nhiều người như vậy thì bản thân của em đó, mình cũng có cái niềm tin hơn cả nhà. Chứ thực ra mà để có một cái cơ hội như thế này ấy, nó có thể ích hàng chục lần, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần tài sản lên, thì thật sự ở ngoài kia rất rất ít cơ hội để mình được biết tới. Vậy khi em biết được cơ hội này thì em quyết định đó là mình hãy join 100%. Và em sang Dubai khi em được gặp ngài chủ tịch, thì cái ấn tượng của em khi mà em qua Dubai ấy, có hai ấn tượng lớn. Ấn tượng đầu tiên ấy, là về đất nước của Dubai. Dubai là một đất nước thực sự rất là giàu có, nó giàu có mà ngoài sức tưởng tượng của mình luôn cả nhà. Và cái tập đoàn của mình ấy, công nghệ của mình ấy, gọi là nó sừng sững và nó được triển lãm ngay những cái vị trí đẹp nhất của đất nước giàu có như vậy. Vậy thì chứng tỏ một gì ạ? Một cái là gì ạ? Đây là cái công nghệ mà tương lai tất cả những đất nước khác sẽ cần. Cái điều thứ hai đó là em gặp chủ nhật chủ tịch, thì em nhìn vào đôi mắt của chủ tịch, cái đầu tiên em ấn tượng đó là cái mắt của ngài không phải là giống như mắt của người thường, mà nó giống như là cả một cái vũ trụ ở trong đấy, nó rất là sâu, rất là xa và rất là rộng lớn cả nhà. Em nổi hết da gà khi nhìn thấy cái ánh mắt của ngài chủ tịch. Và khi em được cái sự đón tiếp của ngài chủ tịch ấy, thì em cảm thấy là gì ạ? Ngài hôm nay 76 tuổi rồi nhưng mà vẫn ngày đêm làm việc như vậy, trong khi bản thân của mình mới có hơn 20 tuổi thôi. Vậy thì không có lý do gì mà mình không tâm huyết, mình không nỗ lực, mình không cố gắng cả. Thì đó là cái ấn tượng khi mà em được sang bên đó. Và cái lý do tại sao em lại lựa chọn làm đối tác, tại sao em lại lựa chọn làm đối tác của UST, của tập đoàn của mình. Và khi em hiểu rồi, khi hiểu về cái công nghệ này rồi, khi em hiểu về chủ tịch, khi em hiểu về cái cổ phần doanh nghiệp, và em hiểu về cái sự tốt đẹp, nhân văn, giá trị của UST, thì em quyết định em làm cái công việc đối tác. Và đây thì cũng có thể là em may mắn hơn một số anh chị đi trước, đó là khi